Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 74. Các đệ tử tạm thời rời khỏi Thương Ngô Sơn. Bắt đầu thiên anh thánh thuật, Mạc Phàm cao giọng nói, truyền ra khắp Thương Ngô Sơn. Hắn đột phá cần lượng lớn linh khí, tuy trong cơ thể hắn có ngũ hành yêu đan, phong linh châu và thiên tài địa bảo dần biến mất, nhưng khó tránh khỏi sẽ rút sạch linh khí ở Thương Ngô Sơn. Nơi này có không ít đệ tử đang bế quan, nếu hắn rút linh khí đi, sẽ ảnh hưởng tới đệ tử khác tu luyện. Giọng nói của hắn mới vang lên không lâu, Thương Ngô Sơn mới an tĩnh được một lát, linh khí giống như chịu triệu hoán, ngưng tụ thành từng dòng vần quanh Thương Ngô Sơn tụ tập về phía đỉnh núi, trên không đỉnh núi ngưng tụ linh khí như cái phễu. Vòng xoáy này nhanh chóng mở ra, chỉ trong phút chốc đã như đứng trên đỉnh núi Thương Ngô Sơn. Dưới chân núi, không ít đệ tử đang bế quan ngưng hẳn tu luyện, đi từ trong phòng tu luyện ra, tụ tập ở khu đất trống dưới chân núi nhìn về phía đỉnh núi. Là ai đột phá trên đỉnh núi, mà hung hãn như vậy? Có đệ tử chữ lót không bất mãn nói. Trong bọn họ có không ít người đang bế quan, thậm chí đang tu luyện tới thời khắc quan trọng, bị Mạc Phàm cắt ngang như vậy, là ai đều không vui. Phải biết rằng, khi bế quan sắp đạt tới thân giữ tâm động, tâm giữ thần hòa, thiên địa hợp nhất là cảnh giới khó nhất, không phải mỗi lần đều đạt tới. Không chúc đủ rồi đó, là Mạc sư thúc chữ lót bất đang đột phá. Đệ tử lúc trước nghênh đón Mạc Phàm vào Thương Ngô Sơn cười nhạt, nhắc nhở. Sư thúc, vậy được rồi. Sắc mặt không chút thay đổi, lúc này mới khôi phục như thường. Đệ tử chữ lót bất rất ít xuất hiện ở Vạn Yêu Quật, ông ta tưởng rằng là vị sư huynh hoặc sư đệ nào, nếu là chữ lót bất ông ta không có gì oán hận. Mạc sư thúc này đột phá cảnh giới gì thế? Một đệ tử khác cảm thấy kỳ lạ hỏi. Khi đột phá dưới Nguyên Anh sẽ xuất hiện ngưng tụ lượng lớn linh khí. Đột phá đến hóa thần sẽ tụ tập linh khí khủng bố, nhưng đồng thời cũng xuất hiện lượng lớn hư ảnh huyễn ảo, hợp đạo kỳ thì đại đạo xuất hiện. Mạc Phàm thì linh khí tụ tập số lượng khủng bố, Nguyên Anh đột phá đến hóa thần cũng không nhiều như thế, nhưng không có hư ảnh hóa thần kỳ, càng không phóng đại đạo. Mạc sư thúc tới hai ngày trước, lúc ấy vẫn là cấp bậc kim đan. Thanh niên đeo đai buộc đầu màu xanh hơi nhếch miệng cười, nói. Sư thúc cấp bậc kim đan sao, không phải chứ? Không ít người nhớn mày. Đệ tử chữ lót bất phần lớn là thế hệ trước của Thần Nông Tông, ít nhất cũng là cấp bậc hóa thần, sao có thể có đệ tử cấp bậc kim đan? Mạc sư thúc này đúng là không đơn giản. Người bên cạnh nhìn cái phễu to trên đỉnh núi, trong mắt lóe lên dị sắc. Kim đan kỳ có thể dẫn tới linh khí dao động nhiều như vậy, chắc chắn không đơn giản. Ngoài ra kim đan kỳ có thể trở thành đệ tử chữ lót bất thì càng không đơn giản. Không ít cao thủ hợp đạo kỳ vào Thần Nông Tông. Có khả năng chỉ là chữ lót không, kim đan kỳ thành đệ tử chữ lót bất, tuyệt đối người trẻ tuổi phi phàm. Đúng là không đơn giản, Mạc sư thúc không chỉ có chữ lót bất, còn là đệ tử của trưởng môn sư tổ, Mạc sư thúc đã lên tiếng, chúng ta nên làm theo lời Mạc sư thúc nói. Người đeo đai lại bổ sung thêm một câu. Những người khác nghe thấy câu này thì sắc mặt thay đổi, không dám có chút nghi ngờ, toàn bộ đều gật đầu. Có thể. Ở tu chân giới, công lao càng lớn, tu vi càng cao. Thiên tư nhảy vọt càng khiến người ta tôn trọng, Thần Nông Tông cũng như vậy. Mạc Phàm chỉ là kim đan kỳ có thể thành môn hạ của trưởng môn, đủ để chứng minh Mạc Phàm rất bất phàm. Không biết Mạc sư thúc thành Nguyên Anh dạng gì. Trong mắt đệ tử đeo đai buộc đầu lóe lên chút tò mò, đi bảo những đệ tử khác rời đi. Trên một ngọn núi cách nơi này không xa, Mạnh Bất Đồng đứng khoanh tay. Phía sau ông ta, Không Chân quỳ một gối trên đất. Không Chân quá đắc ý dẫn tới nhiệm vụ thất bại, mong sư phụ trách phạt. Nếu không phải ông ta quá tự tin vào thực lực và trí tuệ của mình, chui vào biệt viện của Mạc Phàm, sẽ không khiến sư phụ phải đích thân tới. Bây giờ con không thua trên tay sư thúc của con, sau này cũng vậy, thất bại sớm một chút tốt hơn là trễ một chút. Mạnh Bất Đồng nhìn về phía Thương Ngô Sơn chỗ Mạc Phàm, lạnh nhạt nói. Ý của sư phụ là... Không Chân nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ông ta không tiến vào biệt viện của Mạc Phàm, vẫn sẽ bại bởi Mạc Phàm sao? Sau này con sẽ hiểu, chuyện này dừng ở đây, con đừng ở Vạn Yêu Quật nữa, đến Phong Ma Tinh đi, ta nghe nói ở đó có một bí cảnh sắp mở ra, có lẽ có tác dụng với con. Mạnh Bất Đồng không giải thích, nói. Nhưng mà, bên phía Mạc Sư Thúc thì sao? Không Chân nhìn thoáng qua linh khí hình cái phễu trên Thương Ngô Sơn, đôi mắt khẽ đảo, không cam lòng nói. Chắc chắn Mạc Phàm đã đan thành cửu pháp, đang trùng kích Nguyên Anh kỳ,
chỉ cần không có trận pháp nhất thế vô song, ông ta vẫn có thể giết Mạc Phàm. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này khó mà nói. Mạc Phàm đan thành cửu pháp, lại lĩnh ngộ y đạo, tiến vào hóa thần sẽ nhanh hơn những người khác nhiều. Cậu ta cầm vô duyến châu, chỉ cần cậu ta mở vô duyến châu, thực lực sẽ kẹt ở nguyên anh kỳ, thực lực của cậu ta sẽ không thể tiến lên trên một bước, con chỉ cần đề thăng thực lực của con là được. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Không phải bọn họ không giải được hạt châu kia, chỉ là ông ta không muốn phá giải nó. Y đạo của Mạc Phàm hẳn là mạnh hơn ông ta một chút, phá giải không có bất luận vấn đề gì. Vô duyến châu, Mạc Sư Thúc đồng ý sao? Không Chân hơi sửng sốt, nói. Ừm, Mạnh Bất Đồng khẽ gật đầu. Như vậy, e rằng Mạc Sư Thúc sẽ hao tổn dưới tay Long Ngạo Thiên ở Đại Bỉ rồi. Không Chân hơi nhếch miệng cười mỉa, nói. Tất nhiên là ông ta có biết về vô duyến châu, bên trong ẩn chứa y đạo vô thượng, nhưng khiến không ít người chùn bước, bởi vì mở ra vô duyến châu có ý nghĩa vô duyên với đại đạo, thực lực sẽ dừng ở nguyên anh kỳ. Ông ta kết bạn với Long Ngạo Thiên xông qua mấy bí cảnh, xem như biết rõ về Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cho ông ta cảm giác không ít điểm tương tự Mạc Phàm cho ông ta, luôn có những chuyện nằm ngoài dự đoán. So với Mạc Phàm, Long Ngạo Thiên càng tàn nhẫn dũng cảm, lãnh khốc vô tình hơn. Lúc trước ông ta gặp Long Ngạo Thiên, thực lực chân chính của Long Ngạo Thiên đã là nguyên anh viên mãn. Dựa theo quy định của Đại Bỉ, chỉ có tu sĩ trẻ tuổi dưới hóa thần mới được tham gia. Đợi bắt đầu Đại Bỉ, chắc chắn Long Ngạo Thiên sẽ tới cảnh giới nửa bước hóa thần. Nếu Mạc Phàm bị vô duyến châu vây ở nguyên anh kỳ, chắc chắn không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể khống chế, ta đã cảnh cáo cậu ta, đây là lựa chọn của cậu ta, tóm lại. Chuyện này cho dù thế nào, đều không cần con nhúng tay vào nữa, con mau đến Phong Ma Tinh đi. Giọng Mạnh Bất Đồng hơi trầm xuống, nói. Dạ sư phụ, đồ nhi khôi phục chút thực lực, xử lý xong chuyện sau đó, sẽ lập tức tới Phong Ma Tinh, Không Chân cung kính nói. Chuyện này thất bại, Vương Thành còn sống được sao, tất phải xử lý xong người này. Ừm, Mạnh Bất Đồng đáp, xoay người biến mất không thấy. Không Chân xác nhận Mạnh Bất Đồng thật sự rời đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chậm rãi đứng dậy. Ông ta nhìn thoáng qua chỗ Mạc Phàm, trong mắt lóe lên sắc bén, muốn về động phủ mà mình thường xuyên tu luyện. Mỹ nữ mặc cung trang chơi cờ với Mạnh Bất Đồng lúc trước nhoáng lên một cái, xuất hiện trước người ông ta. Bái kiến Khổn Thần đại nhân. Không Chân thấy Khổn Thần đến, sắc mặt thay đổi, vội vàng quỳ lại hành lễ. Đứng dậy đi. Khổn Thần hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Không Chân vẫn không nhúc nhích. Quỳ một gối trên đất như cũ, mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện trên đầu ông ta. Lúc ông ta nhìn thấy Mạnh Bất Đồng, cũng không thất thố như vậy. Khổn Thần không để ý tới Không Chân, di chuyển bước ngọc, đi tới rìa đỉnh núi. Tiểu Chân, ngươi biết vì sao ngươi thua tiểu tử mới tới không? Là Không Chân quá sơ suất, nếu không Không Chân nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ của Khổn Thần giao cho. Không phải ngươi quá kiêu ngạo, là vì bên trong ngươi không bằng cậu ta. Khổn Thần hừ lạnh một tiếng nói. Không Chân hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Không Chân không rõ, mong Khổn Thần đại nhân chỉ rõ. Ngu ngốc, ngươi cảm thấy trên người ngươi có điểm nào hơn người? Trong mắt Khổn Thần hiện lên ánh sáng lạnh, hỏi. Tiểu Chân lĩnh ngộ ngoại đạo thuộc tính phong. Không Chân nghĩ một lát nói. Ông ta vốn định nói mình phong linh căn tinh thuần, nhưng nghĩ một lát thì không nói. Tuy linh căn đơn thuần hiếm có. Nhưng ở trong mắt tiên khí như Khổn Thần đại nhân thì không đáng kể chút nào. Còn nữa không? Đã không còn. Không Chân lắc đầu. Vậy ngươi cảm thấy tên tiểu tử kia so với ngươi, cậu ta có gì? Khổn Thần lại hỏi tiếp. Sư thúc sao? Không Chân nhíu mày, chỉ suy nghĩ một lát, lông mày lập tức nhíu lại. Mạc sư thúc không chỉ lĩnh ngộ y đạo, hình như cái gì cũng có. Nếu Khổn Thần không hỏi ông ta như vậy. Ông ta vẫn chỉ cảm thấy mình sơ suất, nhưng hiện giờ nghĩ lại, không phải như vậy. Ở trước người Mạc Phàm, ông ta hoàn toàn như một tiểu bạch. Mà ở trong mắt ông ta, Mạc Phàm không gì không làm được. Lần này, ông ta lập tức hiểu rõ ý lúc trước của sư phụ rồi. Cho dù ông ta không tiến vào biệt viện của Mạc Phàm sẽ tự mình ra ngoài tìm ông ta, chỉ sợ kết quả cũng như vậy, ông ta vẫn thua trong tay Mạc Phàm, ông ta sơ suất hay không đều không khác nhau. Ở trước mặt Mạc Phàm, ông ta chỉ là một vãn bối, không đáng để nhìn. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
đứng dậy đi, người có thể nhìn thấu điểm này nhanh như vậy, coi như không tệ. Khổn Thần khẽ gật đầu, hài lòng nói. Lúc này Không Chân mới chậm rãi đứng dậy, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy cẩn thận. Tiểu Chân, ngươi là ta nhìn lớn lên, ta hy vọng ngươi có thể như tiểu tử kia, ngươi có nguyện ý như tên tiểu tử kia hay không? Khổn Thần hơi hé miệng, hỏi. Đại nhân có gì cứ việc nói, Không Chân chết muôn lần cũng sẽ làm được giúp đại nhân. Không Chân ôm quyền nói. Tiên khí Khổn Thần có địa vị rất cao, có đôi khi còn cao hơn sư phụ ông ta vài phần. Nếu tiên khí vươn tay với ông ta như vậy, chắc chắn là có chuyện để ông ta làm. Cho dù là vi phạm ý nguyện của sư phụ ngươi, cũng được chứ. Khổn Thần hơi nhếch miệng, xoay người nhìn Không Chân, cười quyến rũ hỏi. Chuyện này, đôi mắt Không Chân khẽ đảo, lộ ra vẻ do dự. Như vậy đi, ta không làm khó dễ ngươi nữa, muốn thế nào tự ngươi lựa chọn, lúc trước lúc ta và sư phụ ngươi chảm yêu trừ ma, đã từng cảm nhận được mấy nơi có tiên khí, đều lưu lại trong ngọc bài này rồi, ngươi có thể đi nhìn xem, nếu vận khí tốt, có thể đạt được cơ duyên không kém tiểu tử kia đâu. Khổn Thần lấy một ngọc bài ra, ném cho Không Chân. Không Chân nhìn ngọc bài kia, hai tay nắm chặt lại, trên mặt đều là do dự. Tiên khí, không chỉ khiến sức chiến đấu của một tu sĩ bạo tăng, cũng đại biểu cho tiên duyên. Mỗi chỗ có tiên khí, đều có ý nghĩa là một tiên duyên. Sư phụ ông ta vì tiên khí Khổn Thần, cho nên mới nổi tiếng trong rất nhiều sư huynh đệ. Nếu ông ta đạt được một kiện tiên khí, quả thật cũng có thể như Mạc Phàm. Nhưng mà, chỉ cần ngươi lấy thứ này, phải làm hai nhiệm vụ giúp ta, chưa hẳn đã vi phạm ý nguyện của sư phụ ngươi, ngươi nghe ta nói trước, rồi đưa ra quyết định. Dạ, đại nhân. Không Chân gật đầu. Quan hệ giữa ngươi và Long Ngạo Thiên không tệ đúng không? Tính là một chút, ta có thông tấn phủ của Long Ngạo Thiên. Không Chân nói. Nói cho tiểu tử đó, trên đại bỉ cho dù gặp đệ tử tông phái nào đều giết hết toàn bộ, đây là nhiệm vụ đầu tiên. Trong mắt Khổn Thần hiện lên sắc bén, nói. Mạnh Bất Đồng sẽ không tự mình ra tay giết Mạc Phàm, bà ta cũng không thể, như vậy chỉ có thể để người khác ra tay. Mạnh Bất Đồng hạn chế cấp bậc tu vi của Mạc Phàm, vậy chuyện giết người để bà ta làm. Khả năng Mạc Phàm gặp Long Ngạo Thiên ở đại bỉ là rất cao, Long Ngạo Thiên giết tất cả đối thủ, không chỉ không ai hoài nghi tới bọn họ, còn có thể giết được Mạc Phàm. Chuyện này cho dù không có tin tức tiên khí, Không Chân cũng sẽ đồng ý với đại nhân. Không Chân cung kính nói. Chuyện này không tính là vi phạm ý nguyện của sư phụ ông ta, cho dù sư phụ ông ta biết, cũng không trách phạt ông ta. Bởi vì sư phụ ông ta không cho ông ta đi quản chuyện vạn yêu quật, không nói gì chuyện này ông ta cũng không được làm. Rất tốt, chuyện thứ hai, phong linh châu của ngươi bị sư phụ ngươi đưa cho tiểu tử kia đúng không? Lông mày Khổn Thần hơi giãn ra, nói tiếp. Đúng vậy. Khổn Thần gật đầu. Ta nhớ rõ trong vạn yêu quật, ngươi còn hợp tác với một đệ tử của luật pháp đường, tên đó còn sống không? Còn sống ạ? Cho ngươi thứ này. Bảo tên đó mang theo thứ này tới nơi sâu nhất ở cực Tây chi địa, nói tung tích viên phong linh châu trước mặt người kia, đối phương sẽ hiểu rõ tình huống. Khổn Thần lấy một hạt châu trắng ngà ra, ném cho Không Chân. Còn mấy tháng nữa sẽ tới đại bỉ tông môn, Mạc Phàm ở vạn yêu quật lâu như vậy, sao có thể để Mạc Phàm sống dễ chịu được, nếu có thể khiến Mạc Phàm chết trong vạn yêu quật, thì không cần đêm dài lắm mộng. Vùng cực Tây chi địa, đại nhân chuẩn bị để Bạch Hổ kia đối phó Mạc Sư Thúc sao? Sư phụ đã bảo ta đừng quản chuyện ở vạn yêu quật rồi. Không Chân nhớn mày, khó xử nói. Phong linh châu của ông ta là thiên tài địa bảo thuộc tính phong, là Khổn Thần cho ông ta, nếu tin tức này bị Bạch Hổ biết, chắc chắn sẽ dẫn tới yêu tộc tranh đoạt, chuyện này thì ngươi không cần quản, đây là chuyện của ta, ngươi biết quá nhiều, trái lại đối với ngươi không tốt, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có làm hai chuyện này giúp ta hay không? Khổn Thần lạnh lùng nói. Nhưng đệ tử kia có thể đến sâu trong vùng cực Tây chi địa sao? Không Chân nghi ngờ nói. Chính ông ta cũng không dám dễ dàng đi vào vùng cực Tây chi địa, nhất là vào tận sâu, chút tu vi đó của Vương Thành càng không có khả năng. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, không phải ngươi muốn xử lý tiểu tử của luật pháp đường kia sao? Hiện giờ ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Nếu tiểu tử của luật pháp đường không tới được cực Tây chi địa, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ ta đưa cho ngươi, thế nào? Bà ta từng tới vạn yêu quật, Bạch Hổ kia được bà ta cứu một lần, chỉ cần cầm tín vật của bà ta, ở cực Tây chi địa hẳn là không có yêu tộc dám ra tay với Vương Thành, trừ phi Vương Thành hoàn thành nhiệm vụ. Ta lại nhắc nhở ngươi một chút,
cơ duyên đều là tự mình tranh lấy, Mạc Phàm chắc chắn cũng như vậy, người có phải như vậy không ta không biết. Khổn Thần lại nói tiếp. Không Chân do dự một lát, đôi mắt ông ta nheo lại, cất ngọc bài và hạt châu kia đi. Quả thật những lời Khổn Thần nói không sai, toàn bộ đều là tranh giành mà có, không tranh sẽ quay về bình thường như phần lớn mọi người. Đa tạ đại nhân ban cho cơ duyên, Không Chân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân. Đi đi. Khổn Thần vẫy tay. Khổn Thần cúi đầu với Khổn Thần, xoay người biến mất. Khổn Thần nhìn về phía Thương Ngô Sơn chỗ Mạc Phàm, một vùng quang mang lập tức lọt vào tầm mắt bà ta, lông mày bà ta nhíu lại. Tiểu tử, muốn tiến vào Nguyên Anh Kỳ, trở thành tiên anh, không đơn giản như vậy đâu. Bàn tay trắng nõn của bà ta vươn ra, ngón tay khẽ búng ra, một đạo quang mang màu đen tuyền bay về phía Thương Ngô Sơn chỗ Mạc Phàm. Trên đỉnh Thương Ngô Sơn, chữ kết vừa vang lên, tạo hóa kim đan trong cơ thể Mạc Phàm nhanh chóng chuyển động. Mỗi khi chuyển động một vòng, thì có lượng lớn linh khí được nạp vào bên trong, tạo hóa kim đan cũng lớn hơn một vòng. Đồng thời, trên trận pháp cổ xưa ở đỉnh đầu Mạc Phàm có quang mang thất sắc chiếu xuống, chiếu vào trong cơ thể Mạc Phàm. Quang mang thất sắc này đến xung quanh Mạc Phàm, trực tiếp theo linh khí được Mạc Phàm hấp thu vào trong cơ thể. Kim đan không ngừng biến to trong cơ thể Mạc Phàm lập tức bắt đầu biến hóa, từ viên cầu biến thành hình trứng. Biến thành hình bầu dục không lâu, tạo hóa kim đan lại xảy ra biến hóa lần nữa, chậm rãi biến thành hình một người, ngũ quan và quần áo dần xuất hiện. Không lâu sau, kim đan biến thành bộ dạng Mạc Phàm hoàn toàn, mặc cung trang màu trắng, tóc dài màu đen, đôi mắt như vì sao trên trời, mặt như đại sư tinh điêu tế trác, toàn thân lộ ra phiêu diêu dục tiêu và xuất trần, chẳng qua trên người Mạc Phàm vẫn còn pháp văn khắc trên kim đan lúc trước. Lúc này, một chữ truyền từ miệng Mạc Phàm ra. Ngưng. Kim đan đến Nguyên Anh Kỳ là một quá trình từ tử tới sinh, tuy kim đan của hắn biến thành hình người, chẳng qua là giả anh, là một quá trình từ kim đan tới Nguyên Anh, cách Nguyên Anh chân chính còn chênh lệch nhất định, phần dưới mới đúng là mấu chốt từ tử đến sinh. Theo chữ ngưng vang lên, trên trận pháp ở đỉnh đầu Mạc Phàm lóe lên hào quang, một đám hư ảnh trận pháp hạ xuống, biến mất vào trong giả anh của Mạc Phàm. Trận pháp này biến mất vào trong giả anh, lúc này đường vân bên ngoài giả anh mới dung nhập từng đạo vào trong Nguyên Anh. Mỗi một hư ảnh trận pháp dung nhập vào trong giả anh của Mạc Phàm, đường vân sẽ dung nhập giả anh một chút. Không chỉ như vậy, mỗi khi có đường vân dung nhập giả anh ở vị trí đan điền bắt đầu thăng lên. Từ đan điền tới khí hải, sau đó lại đi về phía trước, đến thức hải của Mạc Phàm. Giả anh đến khí hải, toàn bộ linh khí tồn trữ trong khí hải được giả anh hấp thu. Giả anh như tượng gỗ lập tức có hô hấp, còn có thêm một phần sinh cơ. Giả anh đến thức hải. Thần thức trong thức hải của Mạc Phàm đi theo được giả anh hấp thu. Mỗi lần thần thức trong thức hải được giả anh hấp thu, vừa rồi vẫn chỉ là giả anh bỗng nhiên duỗi thắt lưng, mở mắt, mát lạnh nở rộ mà ra trong đôi mắt, khí tức đáng sợ khác biệt xuất hiện trên người Mạc Phàm. Nếu khí tức lúc trước của Mạc Phàm khiến người ta cảm thấy như bị một tòa đại sơn áp trụ, vậy lực lượng hiện giờ của Mạc Phàm như trước người là một pho tượng thần linh tuyệt thế, không chỗ nào không có khí tức khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống thần phục. Đến bước này, Mạc Phàm vẫn không dừng lại. Nguyên Anh xem như đã thành, tất cả lực lượng trên người hắn tụ tập ở Nguyên Anh trong linh đài thức hải. Nhưng Nguyên Anh luôn không thể thấy được cấp bậc, vẫn chỉ là Nguyên Anh cấp thấp nhất, chỉ có một màu đỏ, chuyện này chưa tính là kết thúc. Ý niệm của hắn vừa động, trận pháp trên đỉnh đầu rơi hết xuống dưới, tiến vào mi tâm của hắn, biến mất vào trong Nguyên Anh của hắn. Lần này, Nguyên Anh vốn có màu đã thành hình thì không thay đổi bắt đầu biến hóa. Từ màu đỏ biến thành hai màu, sau đó ba màu. Một lát sau, Nguyên Anh của Mạc Phàm từ một màu thành bảy màu, Nguyên Anh thất sắc. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, không chỉ không có chút vui mừng, trái lại nhíu mày. Nguyên Anh thất sắc là không tệ, tiền đồ vô lượng đối với những người khác. Bởi Nguyên Anh thất sắc là cơ sở thăng tiên. Nhưng đối với hắn mà nói, còn kém rất nhiều. Nguyên Anh thất sắc chỉ là cực phẩm trong Nguyên Anh thông thường, so với tiên anh tử sắc. Nhưng kém xa không cùng đẳng cấp với tiên anh tử sắc, Phật anh kim sắc, Thái thượng ngọc anh. Nếu hắn đoán không nhầm, Long Ngạo Thiên là tiên anh tử sắc, Quân Khương Lâm là đế anh tử kim, còn đáng sợ hơn Long Ngạo Thiên. Hắn chỉ là Nguyên Anh thất sắc, còn có thể đấu một trận với Long Ngạo Thiên, đối phó Quân Khương Lâm là chuyện không có khả năng. Bởi vì càng về sau, tác dụng của cơ sở càng ngày càng nặng. Cơ sở càng tốt, càng dễ lên trên, cũng đi xa hơn. Nói một cách đơn giản,
Tu vi hiện giờ của Long Ngạo Thiên không chênh lệch quá lớn đối với hắn, hắn dựa vào một số bí pháp của mình còn có thể giết Long Ngạo Thiên. Nhưng càng về sau, hắn bị Long Ngạo Thiên bỏ lại càng xa, cho nên hắn phải nhanh chóng đuổi theo khoảng cách giữa hắn và Long Ngạo Thiên. Quân Khương Lâm đã thành võ đế, tuy tốc độ tu hành sẽ chậm lại, nhưng chỉ dựa vào Nguyên Anh thất sắc cho dù tu 8 vạn năm, cũng không có khả năng đuổi kịp bước chân của Quân Khương Lâm, càng không nói tới chuyện đứng đối diện Quân Khương Lâm, muốn giết Quân Khương Lâm. Đừng như vậy mà. Mạc Phàm thấy Nguyên Anh dừng ở thất sắc, không cam lòng nói. Lúc hắn trúc cơ thành đạo cơ tử sắc, kim đan còn cao hơn cả đạo cơ, dựa theo chuyện này ít nhất phải là tiên anh tử sắc mới đúng. Huống chi hắn còn dùng thiên anh thánh thuật, càng không nên là Nguyên Anh thất sắc. Lúc hắn nghi ngờ, đầu Nguyên Anh có tử sắc đại phóng, lan tràn xuống phía dưới. Đến chỗ nào, mấy quang mang màu sắc khác biến hết thành tử sắc tượng trưng cho tôn quý và vĩ đại. Chỉ trong phút chốc, Nguyên Anh của hắn biến hết thành tử sắc. Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy thiên anh tử sắc vẫn kém đế anh tử kim của Quân Khương Lâm một chút, nhưng xem như là tạm được, chênh lệch vẫn có thể bổ sung. Hắn đang chuẩn bị ngoại phóng Nguyên Anh, hấp thu lượng lớn linh khí bên ngưng tụ bên ngoài. Nơi này ngưng tụ quá nhiều linh khí, nếu hấp thu trễ, sẽ dẫn tới lôi kiếp, hắn chưa định độ lôi kiếp bây giờ. Ý niệm của hắn vừa động, Nguyên Anh còn chưa ly thể. Chỗ ngực, tạo hóa bất diệt ấn trở nên sáng lên. Cùng một ký hiệu, lập tức xuất hiện ở ngực Nguyên Anh. Cuối cùng cũng đến rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, dừng cười. Ngoại trừ cơ sở của hắn ra, hắn còn tạo hóa chi lực, lực lượng này vẫn không thể xuất hiện lúc ngưng kết Nguyên Anh, cuối cùng bây giờ cũng xuất hiện rồi. Không biết Nguyên Anh thế nào? Trong mắt Mạc Phàm tràn đầy chờ mong nói. Tạo hóa ấn đến trên Nguyên Anh, lập tức sáng lên, một tầng hào quang màu bạc lấy tạo hóa bất diệt ấn làm trung tâm, bao trùm ra xung quanh. Ngân sắc và tử sắc giao nhau, không lâu sau liền phân ra thắng bại. Chủ thể Nguyên Anh của hắn là màu bạc, nhưng trong màu bạc mang theo chút tử quang hơi nhạt. Mạc Phàm nhìn Nguyên Anh như vậy, trong mắt hiện lên vui mừng. Kiếp trước y tiên bất tử hắn hao phí 500 năm, đều không thành Nguyên Anh kỳ. Một đời này, cuối cùng hắn cũng vượt qua cánh cửa này rồi. Hơn nữa hắn thành Nguyên Anh không phải dạng thông thường. Đây là tạo hóa tiên anh được ghi lại trong Thiên Anh Thánh Thuật, cho dù trong tạo hóa môn cũng không phải tất cả mọi người có thể tu đến tạo hóa tiên anh. Cấp bậc so với đế anh tử kim của Quân Khương Lâm ai cao ai thấp hắn không biết, nhưng ít nhất mạnh hơn tiên anh tử sắc của Long Ngạo Thiên không ít. Hắn kìm nén vui mừng trong lòng, phóng Nguyên Anh ra bên ngoài cơ thể, trôi nổi trên đỉnh đầu cách hắn 3 mét. Trong ngân quang mang theo ánh sáng màu tím từ Nguyên Anh không giữ lại chút nào mà tỏa ra, cho dù cách Thương Mô Sơn hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không hay rồi. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Hắn đến Nguyên Anh kỳ, các phương diện đều mạnh hơn trước không ít, khi một đạo ô quang mới xuất hiện hắn đã cảm nhận được rồi. Về. Hắn khẽ quát một tiếng, vừa định thu hồi Nguyên Anh. Lúc này thu hồi Nguyên Anh, sẽ dẫn tới Nguyên Anh suy yếu một thời gian, nhưng tốt hơn là Nguyên Anh bị phá. Một khi Nguyên Anh bị phá, hắn không chỉ đừng nghĩ tới chuyện tham gia đại bỉ tông môn, còn cần chữa trị Nguyên Anh trong thời gian dài, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới con đường tu luyện sau này của hắn. Ý niệm của hắn vừa động, trên Nguyên Anh thu liễm ngân tử quang, nhưng Nguyên Anh còn chưa thu hồi vào cơ thể, quang mang màu đen tuyền đã tới trước Nguyên Anh của hắn rồi. Khổn thần, ngươi dám! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Kiếp trước hắn gặp khổn thần vài lần, cho nên rất quen thuộc với khí tức của khổn thần. Đạo công kích này không phải của Mạnh Bất Đồng sư huynh, là của khổn thần. Trên ngọn núi chỗ khổn thần hơi nhếch miệng, nở nụ cười khinh thường. Bà ta có gì không dám, bà ta là tiên khí, Mạc Phàm chỉ là tiểu tử từ hạ giới tới, chỉ riêng thân phận đã kém xa đâu chỉ vạn dặm. Kẻ yếu nên có giác ngộ của kẻ yếu, gặp phải những hậu bối có lẽ tiểu tử này còn được, đụng tới ta, ngươi còn kém rất nhiều, Nguyên Anh của ngươi là ta phá, nếu ngươi có thể sống gặp lão già vô cực kia, bảo lão già vô cực kia tới tìm ta đi. Bà ta cười dịu dàng, để lại những lời này rồi xoay người rời đi. Quang mang màu đen tuyền đâm vào Nguyên Anh của Mạc Phàm, từng đạo quang quyển như mạng nhện xuất hiện phía trên Nguyên Anh của Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, vội vàng vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, lượng lớn linh khí hối nhập vào trong Nguyên Anh, hào quang màu bạc trên Nguyên Anh mạnh hơn trước nhiều. Nhưng tạo hóa Nguyên Anh của hắn ở dưới hào quang màu đen tuyền, giống như là giấy, không chỉ không ngăn được quang mang màu đen tuyền,
trái lại khiến quang mang màu đen tuyền tiến vào Nguyên Anh vài phần. Thấy quang mang màu đen tuyền sắp biến mất vào trong Nguyên Anh của hắn, giữa biệt viện, Ngọc Kiếm Vô Phong vốn được Mạc Phàm coi là trận nhãn bỗng nhiên đại phóng thanh quang, thoát thân mà ra khỏi trận pháp, trong giây lát liền nhập vào Nguyên Anh của Mạc Phàm. Một tầng thanh quang bao bọc toàn bộ Nguyên Anh của Mạc Phàm, quang quyển trên Nguyên Anh nhanh chóng khôi phục như thường dưới tầng thanh quang, giống như chiếm trước địa bàn, bài trừ liên tục quang mang màu đen tuyền xâm nhập Nguyên Anh. Không lâu sau, quang mang màu đen tuyền được loại trừ hoàn toàn, vết rạn ở trên Nguyên Anh biến mất. Chỉ là quang mang màu đen tuyền không từ bỏ, giống như một độc châm, không ngừng đâm lên trên Nguyên Anh của Mạc Phàm. Trong lòng Mạc Phàm vui vẻ, đồng thời sắc mặt hắn cũng khó coi. Vui vẻ là, e rằng Ngọc Kiếm Vô Phong là vật quý cấp bậc tiên khí, quang mang màu đen tuyền không thể nhập vào trong Nguyên Anh của hắn. Lo lắng là, Ngọc Kiếm Vô Phong còn chưa bị hắn khống chế, uy lực kém hơn đạo ô quang của Khổn Thần một chút. Có lẽ Ngọc Kiếm Vô Phong có thể bảo hộ Nguyên Anh của hắn, chỉ sợ không có biện pháp diệt đạo ô quang này. Nói như vậy, cho dù Nguyên Anh của hắn được bảo vệ, vẫn bị đạo ô quang này quấn lấy, cũng là một chuyện rất phiền phức. Nếu đạo ô quang này không đối phó Nguyên Anh của hắn, hủy diệt cơ thể hắn cũng rất dễ dàng. Lúc hắn đang xoắn suýt, phù văn màu xanh xuất hiện trên tay phải Nguyên Anh của hắn. Phù văn này không phải thứ gì khác, đúng là phù văn cổ xưa ở trên Ngọc Kiếm Vô Phong. Chỉ trong phút chốc, cái tay kia của hắn được những phù văn này bao phủ hoàn toàn. Ngay sau đó, tay phải của hắn giống như không thể khống chế, lập tức nắm lấy đạo ô quang kia. Dưới phù văn màu xanh, vậy mà cái tay kia của Nguyên Anh nắm lấy đạo ô quang của Khổn Thần như nắm lấy gà con, cho dù đạo ô quang vùng vẫy thế nào đều không thể thoát ra khỏi bàn tay hắn. Đồng thời, những phù văn màu xanh trên tay lan tràn về phía ô quang. Không lâu sau, mặt ngoài đạo ô quang phủ kín phù văn màu xanh, bị Nguyên Anh của Mạc Phàm nắm chặt trong tay. Trên Nguyên Anh chớp lóe quang mang màu xanh, ô quang biến thành một cái vòng tay quấn lên cổ tay Nguyên Anh, lúc này quang mang màu xanh mới thu lại. Trên cổ tay Nguyên Anh, ô quang lóe lên vài lần thì tắt đi, không tấn công Nguyên Anh của Mạc Phàm như lúc trước nữa. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thuyền chuyển lực lượng của Nguyên Anh không có bất luận dị dạng gì, đạo ô quang kia chỉ lóe lên vài cái, luôn không thể thoát khỏi trói buộc của phù văn màu xanh, cuối cùng im lặng hoàn toàn. Trải qua vài lần thử, lúc này Mạc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy đạo ô quang của Khổn Thần không bị loại bỏ, nhưng được phù văn trên Ngọc Giản Vô Phong che lại, trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy hắn yên tâm hơn nhiều, chỉ cần không lập tức ảnh hưởng tới Nguyên Anh của hắn, hắn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Cho dù không nghĩ ra biện pháp, hắn có thể tìm Vô Phong Sư Thúc giúp đỡ. Vô Phong Sư Thúc cũng là cao thủ đại thừa cầm tiên khí, hắn không giải quyết được công kích của Khổn Thần, đối với Vô Phong Sư Thúc mà nói không tính là vấn đề. Xác định đạo ô quang kia tạm thời không uy hiếp được hắn, hắn trầm xuống tinh thần. Trên Nguyên Anh đại phóng quang mang ngân tử sắc, hấp thu linh khí hùng hậu trong không khí như nuốt trôi thiên hạ. Mỗi một dòng linh khí nhập vào trong Nguyên Anh sẽ cường đại không ít. Lúc Nguyên Anh của Mạc Phàm hấp thu linh khí, ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía hư không chi lô. Trải qua luyện chế lâu như vậy, khói trên hư không chi lô đã biến mất toàn bộ, mùi thuốc nồng đậm bay từ trong hư không chi lô ra. Bên trong lò đan là cửu huyền đan, dựa theo yêu cầu phải ngưng một lần rồi lôi một lần. Sau khi dẫn cửu thiên lôi kiếp tới, thành mới tính là cửu huyền đan chân chính. Hắn do dự, hai tay bóp một chữ quyết, đánh vào trong hư không chi lô. Chữ ngưng vừa tiến vào trong lò đan, đỉnh lò đan tự động đánh ra, dược dịch trong lò đan nhanh chóng ngưng tụ thành từng viên thuốc khẽ bay từ trong lò đan ra, có tổng cộng 9 viên. Cửu huyền đan là đan dược tốt nhất đột phá giai đoạn Nguyên Anh kỳ, nếu tu vi đủ chống cự lôi kiếp, tiêu hóa một viên đan dược là nhất giai. Cho dù là Nguyên Anh mấy sắc đều không ngoại lệ. Nguyên Anh nhất giai đi lên trên, hắn không có nhiều thời gian như vậy, thừa dịp đột phá, lên tới Nguyên Anh đỉnh phong đi, không đủ thì sau này bổ sung. Tuy làm như vậy sẽ nguy hiểm một chút, nhưng cũng là nhanh nhất. Nếu đợi Nguyên Anh của hắn ổn định, hắn lại phục dùng cửu huyền đan, hiệu quả không chỉ rất kém, tiêu hao cửu huyền đan cũng cần không ít thời gian. Một tay của Mạc Phàm cầm lấy cửu huyền đan, nuốt toàn bộ xuống. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành 9 dòng linh khí như giải lụa, rơi vào đan điền, lập tức đi lên trên. Đi về phía khí hải, va chạm linh đài, biến mất vào trong Nguyên Anh trên đỉnh đầu. 9 giải lụa này biến mất vào Nguyên Anh của Mạc Phàm, Nguyên Anh lập tức ngưng thực hơn nhiều. Đồng thời,
một quang quyển xuất hiện ở phía sau Nguyên Anh, giống như quang luân sau lưng thần Phật. Cấp bậc kim đan có thể căn cứ dựa vào hoành văn, nhưng dựa vào thụ văn để phán đoán đan thành mấy pháp, mà Nguyên Anh thì phán quyết thông qua màu sắc, quang quyển này đại biểu cho cấp bậc Nguyên Anh, một cái là nhất giai. Một ngày sau, hai cái. Hai ngày sau, ba cái. 9 ngày sau, tổng cộng 9 quang quyển lóe lên sau lưng Nguyên Anh của Mạc Phàm, giống như thiên tài địa bảo tỏa ra ánh sáng chói mắt trên Thương Ngô Sơn. Đột phá đã tới đỉnh phong. Bên ngoài Thương Ngô Sơn, Mạc Phàm ngồi tu luyện mất 9 ngày, những đệ tử của Thần Nông Tông cũng đợi ở bên ngoài 9 ngày. Vị sư thúc này đã hấp thu linh khí xong rồi, sao còn chưa ra? Có người bất mãn nói. Tuy Mạc Phàm là trưởng bối, nhưng một mình chiếm Thương Ngô Sơn 9 ngày, ít nhiều gì cũng khiến người ta bất mãn. Thông thường linh khí trở về, tối đa mấy canh giờ là có thể hoàn thành đột phá, cho dù sắp độ lôi kiếp, cũng không cần nhiều thời gian như vậy. Không phải là tỷ lệ Nguyên Anh không tốt, không dám ra đấy chứ. Một nam tử hai tay bắt chéo sau lưng, miệng ngậm cây cỏ cười nói. Thân là một trưởng bối, nếu tỷ lệ Nguyên Anh còn không bằng bọn họ, đi ra sẽ vô cùng xấu hổ. Hơn nữa Mạc Phàm vì đột phá ra tỷ lệ Nguyên Anh không tốt, chậm chế anh ta đột phá hóa thần trung kỳ, anh ta càng chắc chắn Mạc Phàm xấu hổ rồi. Không hổ, câm miệng, không thể bất kính với sư thúc. Đệ tử đeo băng nhíu mày, quát lớn. Không Vân, ta chỉ đoán vậy thôi, không bất kính với sư thúc mà, đúng rồi, Không Vân, ta là Nguyên Anh thất sắc, ngươi là tỷ lệ Nguyên Anh gì? Không hổ hơi nhếch miệng, cười hỏi. Tu hành chi lộ, tư chất là một phương diện, nhưng không phải tư chất tốt sẽ đi đến cuối. Không ít người tư chất tốt, nhưng trên đường tu hành xảy ra rất nhiều vấn đề. Lúc trước lúc Mạc Phàm hấp thu linh khí, quang mang trên Nguyên Anh biến mất một thời gian, cho dù sau đó lại xuất hiện lần nữa, khả năng có vấn đề là rất cao. Ta là tỷ lệ Nguyên Anh gì không liên quan tới ngươi, nhớ kỹ, những lời vừa rồi của ngươi đừng có nói ra khỏi miệng, nếu không, sau này ngươi đừng nghĩ tiến vào Thương Ngô Sơn nữa. Không Vân nhíu mày, nói. Đúng là không thú vị, không nói thì không nói. Không hổ bĩu môi, đi vào trong đám người, trong mắt tràn đầy bất mãn. Sư thúc thì thế nào, nếu tỷ lệ Nguyên Anh không đủ cao, ở trong mắt anh ta cũng chỉ là đồ bỏ đi, đừng nghĩ được anh ta tôn sùng. Không hổ mới tiến vào trong đám người, không biết người nào kêu lên. Sư thúc đi ra rồi. Không ít người nghe thấy thế thì quay đầu nhìn, thấy trên Thương Ngô Sơn vân khai sương tán, Mạc Phàm mặc đồ trắng đi từ trên núi xuống. Chỉ trong phút chốc, đã tới dưới chân núi. Chúng ta đi thôi, đi nghênh đón sư thúc. Không Vân thấy Mạc Phàm xuất quan, nói với mấy đệ tử. Có Không Vân dẫn đầu, không ít người đi theo, cùng đi về phía Mạc Phàm. Chúc mừng sư thúc đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Mọi người cùng bái lạy Mạc Phàm nói. Đứng dậy đi, lần này quấy rầy mọi người tu hành, thật sự xin lỗi, chỗ của ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, muốn lấy vài thứ ra bồi thường cho những đệ tử này. Hắn ở Thương Ngô Sơn 9 ngày, cũng chậm trễ những đệ tử này 9 ngày. Có một số đệ tử bị hắn cắt ngang ngay thời khắc quan trọng, tất nhiên hắn sẽ không để những đệ tử này bị hao tổn vô duyên vô cớ. Hắn còn chưa lấy đồ ra, Không Hổ đi ra nói. Sư thúc, lúc ta đột phá Nguyên Anh kỳ, chỉ dùng một canh giờ là hoàn thành, sư thúc ở đỉnh núi lâu như vậy, là Nguyên Anh gì thế, có thể để bọn ta nhìn xem không, ta dám cược 5 khối linh thạch hạ phẩm, Nguyên Anh của sư thúc nhất định là Nguyên Anh rất hiếm thấy. Trọng giọng nói nhìn như nâng Mạc Phàm. Thực ra là tràn đầy châm chọc. Không Hổ mới mở miệng, sắc mặt Không Vân và một nam tử đeo đai buộc đầu thay đổi, vội vàng quát lớn. Không Hổ, người thật to gan, vậy mà dám nói chuyện với sư thúc như vậy, nhanh xin lỗi sư thúc đi. Không Hổ cũng không tức giận, dáng vẻ lưu manh ôm quyền với Mạc Phàm. Sư thúc, ta chỉ tò mò tiến độ tu vi của người, không có ý gì khác, mong sư thúc thông cảm. Rõ ràng là xin lỗi, nhưng vẫn không có một chút áy náy. Hoàn toàn là qua loa cho xong. Không Hổ, ngươi. Không Vân nhíu mày, muốn mở miệng lần nữa, nhưng bị Mạc Phàm ngăn cản. Mạc Phàm nhìn lướt qua Không Hổ, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi là đệ tử của Vô Khí Phong đúng không? Nhãn lực của sư thúc tốt thật, quả thật ta là đệ tử của Vô Khí Phong. Không Hổ trả lời với vẻ hờ hững. Vô Khí Phong là luyện khí nhất mạch của Thần Nông Tông, không ít pháp bảo. Linh khí của đệ tử ở Thần Nông Tông đều xuất từ Vô Khí Phong, đệ tử của Vô Khí Phong luyện khí quanh năm, cũng không khó phân biệt, Mạc Phàm đoán được cũng không có gì.
Sư phụ ngươi Bất Linh sư tỷ gần đây thế nào? Mạc Phàm cũng không tức giận, hơi nhếch miệng hỏi. Lần này, sắc mặt Không Hổ lập tức thay đổi. Sư thúc quen sư phụ ta sao? Ngươi còn có thể trốn ở đây tu luyện, không bị sư phụ ngươi bắt trở về, xem ra gần đây tâm tình của sư phụ ngươi không tệ, không cần ngươi giúp luyện khí. Mạc Phàm không giải thích, nói tiếp. Phần lớn luyện khí sư là nam, Vô Khí Phong cũng như vậy, cơ bản đều là nam đệ tử, phần lớn nữ đệ tử của Thần Nông Tông tập trung ở Vô Hỏa Phong và Vô Ngự Phong. Nhưng Bất Linh sư tỷ là ngoại tộc, lúc trước lúc tiến vào Thần Nông Tông, cô được mấy phong chủ coi trọng. Phải biết rằng Thần Nông Tông là môn phái y tiên, trình độ cao nhất là y đạo, sau đó là đan đạo, luyện khí không phải sở trường của Thần Nông Tông. Phần lớn đệ tử giống Bất Linh sư tỷ, đa số sẽ tiến vào Vô Cực Phong, Vô Hỏa Phong, Vô Đan Phong hoặc Vô Thiên Phong, cô lại quyết tâm lựa chọn Vô Khí Phong, ai khuyên cũng không có tác dụng. Chỉ là Bất Linh sư tỷ là kỳ tài luyện khí, ở Vô Khí Phong chưa tới 10 năm không có sư huynh đệ nào có trình độ luyện khí hơn cô. Đương nhiên Bất Linh sư tỷ có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với đệ tử, còn thường xuyên đưa ra một số yêu cầu kỳ lạ. Thế cho nên không ít đệ tử cố ý phạm sai lầm, bị phạt tới mỗi nơi, trốn tránh Bất Linh sư tỷ. Trái lại hắn không biết Không Hổ này, nhưng hắn nhận ra lạc ấn chuyên thuộc về Bất Linh sư tỷ. Trừ chuyện đó ra, Không Hổ tới Vạn Yêu Quật phần lớn là trốn Bất Linh sư tỷ. Chuyện này, Không Hổ bị Mạc Phàm vạch trần như vậy, giống như lão hổ bị đụng vào cúc hoa, cuối cùng không hung hãn nổi. Quả thật anh ta trốn sư phụ, mới cố ý phạm sai lầm tới Vạn Yêu Quật. Nhưng chuyện này chỉ có mình anh ta biết. Mạc Phàm không nói thẳng ra, lấy mấy chục chiếc hộp trong nhẫn đặt lên trên đất. Mấy thứ này ngay cả hợp đạo kỳ đều để mắt, tất nhiên là có tác dụng với những đệ tử hóa thần. Những thứ này là một phần bảo vật ta đạt được trong mật động ở Ngũ Yêu Sơn, ngươi và Không Vân, Không Chí chia cho mọi người giúp ta, xem như là bồi thường ta làm chậm trễ thời gian tu hành của mọi người. Sư thúc, chuyện này thì không cần đâu, người là sư thúc, mọi người ra khỏi Thương Ngô Sơn là chuyện cần phải làm. Không Hổ nhíu mày, vô cùng xấu hổ nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, Không Hổ này không khác gì Bất Linh sư tỷ, chưa tới Hoàng Hà chết cũng không từ bỏ, nhưng một khi bị vạch trần điểm yếu thì thành thật hơn ai khác. Lúc này đã biết kính giả rồi, vừa rồi thì sao? Không phải ngươi muốn biết ta thành nguyên anh gì sao? Mạc Phàm cười nói. Sư thúc, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Không Hổ vội vàng phủ nhận. Mạc Phàm biết sư phụ anh ta, phần lớn là có chút quan hệ, nếu Mạc Phàm tố cáo anh ta đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi luyện khí thất ở Vô Khí Phong vài chục năm. Không sao, chỉ là nhìn màu sắc của nguyên anh mà thôi, không phải chuyện gì đáng ngại. Mạc Phàm nói xong ý niệm vừa động, nguyên anh ly thể mà ra. Trên nguyên anh không chỉ tỏa ra ánh sáng ngân tử sắc quỷ dị, còn có chín quang luân xuất hiện sau nguyên anh. Ở đây không chỉ Không Hổ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nguyên anh ngân sắc, đây là nguyên anh gì thế? Khiếp sợ, đồng thời có không ít người bật thốt lên. Thông thường nguyên anh thất sắc, nhưng cho dù là đệ tử của Thần Nông Tông không phải mỗi đệ tử đều là nguyên anh thất sắc, chỉ có một số đệ tử thiên phú tốt mới có nguyên anh thất sắc. Ví dụ như Không Hổ, những người khác là nguyên anh lục sắc đã không tệ rồi. Giống như hai huynh đệ Không Vân và Không Chí, đều là nguyên anh lục sắc. Còn chỉ có một màu đơn thuần, chỉ là một số đại năng, đại thánh, đại đế mới có nguyên anh như vậy. Nhưng trong số những người bọn họ biết, thông thường nguyên anh cũng là tử sắc, kim sắc, hắc sắc, ngọc bạch sắc vân vân, chưa từng nghe nói tới nguyên anh ngân sắc. Tuy bọn họ không biết, nhưng chỉ có một màu đơn thuần, tuyệt đối không kém. Hơn nữa sau nguyên anh của Mạc Phàm có chín quang luân. Lúc này Mạc Phàm mới đột phá nguyên anh mấy ngày, vậy mà nguyên anh cửu giai gần như tương đương với đột phá đỉnh phong. Sư thúc, đây là nguyên anh gì vậy? Không Vân không nhịn được hỏi. Không đợi Mạc Phàm trả lời, Không Hổ trơ mắt nhìn chằm chằm nguyên anh của Mạc Phàm, lẩm bẩm nói. Sư thúc, e rằng nguyên anh của sư thúc cao cấp hơn tiên anh tử sắc đúng không? Tuy nguyên anh của Mạc Phàm là ngân sắc, nhưng còn nở rộ tử quang, tử sắc là tiên anh, ngân sắc có thể đè nặng tử quang, chắc chắn còn cao cấp hơn tiên anh tử sắc. Còn cao cấp hơn tiên anh tử sắc, chuyện này. Vẻ mặt những người khác lại khiếp sợ. Lúc trước còn có người như Không Hổ bất mãn chuyện bị Mạc Phàm quấy rầy, hiện giờ cả đám không dám nói gì. Tu sĩ tiên anh tử sắc đều được coi là thiên tài bồi dưỡng, bởi vì nhân tài như vậy có thể khiến tông môn đứng sừng sững không ngã, dù sao đệ tử bình thường nhiều tới mấy.
cũng không chống lại được một thiên tài quét sạch và nghiền áp. Chỉ có tông môn ở vị trí rất cao, bọn họ ra ngoại rèn luyện mới có địa vị cao hơn những đệ tử khác. Cho nên bọn họ vì Mạc Phàm mà ra khỏi Thương Ngô Sơn, là chuyện cần phải làm. So với tiên anh tử sắc hẳn là cao hơn một chút. Mạc Phàm cười nhạt, nhìn không hổ hỏi. Của ngươi thì sao, nguyên anh gì thế, không hổ. Ta sao? Mặt không hổ lập tức xanh đỏ bất định, anh ta vốn định dùng nguyên anh thất sắc của mình, nhục nhã Mạc Phàm một phen. Nhưng hiện giờ đừng nói là anh ta nhục nhã Mạc Phàm, một câu của Mạc Phàm đến chỗ sư phụ anh ta xong đời rồi. Ngoài ra, cho dù anh ta muốn nhục nhã cũng không có khả năng. Nguyên anh của Mạc Phàm còn cao cấp hơn tiên anh tử sắc, hơn nữa vừa xuất hiện là mãn cấp, anh ta lấy nguyên anh thất sắc của mình ra so với Mạc Phàm, không khác gì tự vả vào mặt mình. Ngoài ra nguyên anh của Mạc Phàm còn không đơn giản như vậy, trên cổ tay nguyên anh của Mạc Phàm còn có một thứ giống như vòng tay. Tuy anh ta không biết là gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tầm thường. Phải biết rằng nguyên anh là bản mệnh nguyên thể, cho dù là bản mệnh pháp bảo cũng không có biện pháp xuất hiện trên nguyên anh, chỉ có thể đặt quanh nguyên anh ôn dưỡng hoặc huyễn hóa một cái giả. Thứ trên nguyên anh của Mạc Phàm tuyệt đối không phải là giả, phần lớn là vật thần kỳ nào đó. Sớm biết rằng sẽ như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không soi mói chuyện này. Sư thúc, ta muốn để mọi người thấy được sự lợi hại của sư thúc. Khiến mọi người không cảm thấy sư thúc lấy bội phận đè người, thực ra sư thúc là thiên tài chân chính, thiên tài giống như sư thúc, bọn ta nên ra khỏi Thương Ngô Sơn, không có một chút oán giận, còn nữa, sư thúc lấy những thứ này ra bồi thường, ta đề nghị mọi người không lấy, trả nguyên si cho sư thúc. Không hổ chớp mắt, hiên ngang lẫm liệt nói. Giống như anh ta là tấm gương, mọi người nên học anh ta. Mạc Phàm lắc đầu, chỉ cười không nói. Nếu là như vậy, người không lấy mấy thứ này nữa, đều phân cho những người khác đi, còn nữa đột phá tới hóa thần trung kỳ thì nhanh về đi, đi theo sư phụ ngươi học luyện khí, sẽ có tiền đồ, chỉ cần ngươi học được 1/2 phần 10 của sư phụ ngươi, ở thế giới rộng lớn này, gần như nơi nào cũng đi được. Mạc Phàm không làm khó không hổ, nói. Bất Linh sư tỷ nhìn có vẻ kỳ lạ, thực ra là thiên tài không kém gì Vọng Cơ sư huynh của hắn. Hắn ở tu chân giới hơn 400 năm, Bất Linh sư tỷ đã chế tạo ra tiên khí. Đây cũng là luyện khí sư duy nhất ở tu chân giới có thể chế tạo ra tiên khí. Tiên khí là báu vật đỉnh phong ở tu chân giới, không hổ đi theo Bất Linh sư tỷ, cho dù không thể tạo ra tiên khí, cũng đủ để anh ta hoành hành một đời. Mạc sư thúc, sư phụ ta có thể lợi hại như vậy sao? Không hổ nhướng mày, bán tín bán nghi nói. Theo ý anh ta, trên cơ bản sư phụ anh ta đều để anh ta làm một số chuyện không có đầu óc. Nếu không phải thật sự không chịu nổi sư phụ anh ta hành hạ như vậy, sao anh ta có thể chạy tới đây? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, vẻ mặt thần bí. Cho dù thiên phú của Bất Linh sư tỷ cao, nhưng không biết dạy dỗ đồ đệ, cũng không biết giải thích dụng ý của mình, cho nên nghĩ ra một số chuyện khác lạ để huấn luyện đồ đệ của mình. Những phương pháp này rất kỳ lạ, nhưng tuyệt đối có tác dụng. Kiếp trước, sở dĩ hắn quen Bất Linh sư tỷ, là vì toàn bộ đồ đệ của Bất Linh sư tỷ chạy hết. Cô không tìm được một người giúp đỡ, hơn nữa đúng lúc ấy Bất Linh vì thiếu người giúp đỡ mà luyện khí thất bại, cô cảm thấy không quen cộng thêm một số người trào phúng, dẫn tới tâm tình của Bất Linh sư tỷ sụp đổ, một mình chạy tới Vô Cực Phong ôm đầu khóc giống, đúng lúc hắn gặp phải. Hắn khuyên nhiều lần không có tác dụng, cuối cùng lấy tiên khí luân hồi chi lô ra, Bất Linh sư tỷ lập tức ngừng rơi lệ, quấn lấy luân hồi chi lô đụng chạm, bị luân hồi chi lô hất ra nhiều lần, vậy mà cô cũng không tức giận, tiếp. Tục lấy lòng luân hồi chi lô. Cũng vì cơ duyên như vậy, hắn phát hiện Bất Linh sư tỷ có điểm đặc biệt. Cuối cùng hắn đi một chuyến tới Vô Khí Phong với Bất Linh sư tỷ, giúp Bất Linh sư tỷ sửa phương thức dạy bảo đệ tử, còn để tiên khí luân hồi chi lô luyện bán tiên khí giúp Bất Linh sư tỷ, lúc này mới xem như giải quyết tâm bệnh của Bất Linh sư tỷ. Chuyện này cần tự ngươi nhìn xem, các ngươi phân đồ đi, ta đi trước. Nếu không hổ không nhìn ra dụng ý của Bất Linh sư tỷ, hắn nói gì cũng vô dụng. Không hổ vẫn sẽ chạy đi. Chỉ là nên dành thời gian, đến chỗ Bất Linh sư tỷ một chuyến. Hắn không có nhiều bạn ở Thần Nông Tông, nhưng Bất Linh sư tỷ coi như là một người. Nói xong, hắn thu hồi Nguyên Anh, rời khỏi Thương Ngô Sơn, đi về phía Hàn Ly Động. Nguyên Anh đã thành, tới lúc đi tìm cơ duyên đối phó Long Ngạo Thiên rồi. Mạc Phàm vừa rời đi, Không Vân và Không Chí mở đồ Mạc Phàm để lại, phân chia cho mọi người. Không hổ thì nhíu mày nhìn hướng Mạc Phàm rời đi, miệng hơi nhếch lên.
có nên trở về hay không đây? Mạc Phàm không nói anh ta còn không cảm nhận được, Mạc Phàm vừa nói, anh ta lập tức cảm thấy hình như cách làm của sư phụ không phải không có một chút tác dụng. Ít nhất hắn thành nguyên anh thất sắc mà rất nhiều đệ tử không thể thành, dựa theo cách nói của sư phụ anh ta, nếu không phải anh ta thường xuyên chạy trốn, số lượng ma thiết lỗ châm ít đi, tiên anh tử sắc cũng có khả năng. Lúc đó anh ta không tin, hiện giờ hơi tin rồi. Anh ta nghĩ một lát, liếc mắt nhìn Không Vân và Không Chí đang chia đồ đầy khinh bỉ, cầm lấy một chiếc hộp, xoay người chạy về phía truyền tống trận. Hơn một tiếng sau, Mạc Phàm xuất hiện trong địa cung ở Hàn Ly Động. Bởi vì hắn muốn bế quan, Yêu Lang và Ma Ngưu đã tới nơi này trước. Hắn vừa đến, tiểu Hàn Ly lớn hơn 10 ngày trước lại quấn tới. Mạc Phàm kiểm tra cơ thể của tiểu Hàn Ly, lấy ra một đám tạo hóa bất diệt chi lực cho tiểu Hàn Ly hấp thu dưới ánh mắt hâm mộ của Ma Ngưu. Tu vi tăng rất nhanh, cẩn thận lôi kiếp. Hàn Ly liếc mắt nhìn Nguyên Anh trong thức hải của Mạc Phàm một cái, lạnh lùng nói. Đến Nguyên Anh kỳ, mỗi khi thăng một giai, đều phải độ lôi kiếp một lần. Cho nên Nguyên Anh nhất giai, cũng được gọi là Nguyên Anh một kiếp. Phương thức để thăng tu vi của Mạc Phàm cũng được ghi lại trong truyền thừa của bà ta, thừa dịp Nguyên Anh chưa thành hình hoàn toàn, Nguyên Anh phẩm chất đặc biệt có thể thông qua đan dược tăng lên tới đỉnh phong. Như vậy có lợi cũng có hại. Lợi là vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ thì thực lực so được với Nguyên Anh đỉnh phong. Hại ở chỗ, nếu Mạc Phàm không khống chế nổi lực lượng, ngoại phóng quá thực lực, sẽ đưa tới thiên kiếp. Nếu thiên kiếp chỉ có một lần thì dễ nói, Nguyên Anh thất sắc là 7 lần thiên kiếp, cấp bậc Nguyên Anh của Mạc Phàm còn trên tiên anh tử sắc, là 9 lần lôi kiếp. Lôi kiếp là trừng phạt chi lực của thiên đạo, cũng là một loại lựa chọn đối với tu sĩ, uy lực không phải lôi điện thông thường có khả năng so sánh được. Không ít người vừa đến Nguyên Anh kỳ thì trở nên không khác gì rùa đen rút đầu, nếu không nắm chắc 10 phần, chưa tới cuối cùng tuyệt đối không độ lôi kiếp. Bởi vì một khi độ kiếp thất bại, kết quả tốt nhất là tu vi mất sạch, trên cơ bản đều là hình thần câu diệt, biến mất hoàn toàn ở trên đời này. Một lần lôi kiếp đã đáng sợ như vậy, Mạc Phàm lại phải độ 9 lần. Nhiều lôi kiếp như vậy, rất có khả năng dung hợp thành thiên kiếp càng đáng sợ hơn. Dưới thiên kiếp, không có thứ gì có thể tránh thoát. Lúc này bà ta không biết Mạc Phàm quá thông minh hay là ngu không ai bằng. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm đặt tiểu Hàn Ly lên vai hắn, hờ hững nói. Trên người hắn đâu chỉ phải độ 9 đạo lôi kiếp, hắn hấp thu 9 viên cửu huyền đan. Tuy 9 viên cửu huyền đan này khiến thực lực của hắn tăng lên Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng chưa hấp thu hoàn toàn. Nếu hắn phóng thích hết thực lực, sẽ là 18 đạo lôi kiếp. Nếu để Hàn Ly biết chuyện này, không biết sẽ có biểu cảm gì. Hàn Ly thấy Mạc Phàm không để ở trong lòng, bà ta không nói gì với Mạc Phàm nữa. Dù sao nên nói bà ta nói rồi, muốn sống muốn chết là do Mạc Phàm. Các ngươi đi theo ta. Hàn Ly vung tay lên, trên mặt đất giữa cung điện, một phiến đá mở ra, một địa đạo xuất hiện trước mặt bà ta đi dọc theo bậc thang xuống dưới. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đi theo vào trong địa đạo này, Yêu Lang và Ma Ngưu biến thành hình người theo phía sau. Hai khắc sau. Bọn họ đến cửa động dưới đáy hạp cốc giữa Hàn Ly Động. Cửa động được thủy kính che lại, thông qua thủy kính có thể thấy được toàn cảnh dưới đáy hạp cốc. Phía trên hạp cốc, Nhược Thủy nhìn vô cùng yên bình. Nhưng ở trong này, trong không ít động với đường kính không nhỏ, Nhược Thủy phun thẳng về phía trước, giống như cây cột, tình cờ có thể thấy một số yêu thú hình thù kỳ lạ trong Nhược Thủy bị cột nước đẩy ra. Hai tay Hàn Ly tạo kết ấn, đánh vào trong Nhược Thủy. Trong những hầm ngầm này, một động lớn nhất rừng dâng Nhược Thủy lên, một quầng sáng tương tự truyền tống môn xuất hiện phía trên cửa động. Ngón tay của Hàn Ly khẽ búng, bạch quang bay ra, rơi lần lượt lên người mấy bọn họ. Bạch quang rơi lên người bọn họ, lập tức hóa thành bọt biển hình vòng tròn, bao phủ bọn họ ở bên trong. Cửa vào Hàn Ly huyền thiên cảnh ở ngay trong hang kia, lúc đi vào cẩn thận một chút, nếu cảm nhận được khí tức của thôn thiên thú, lập tức rời khỏi, trong chúng ta không có một ai là đối thủ của thôn thiên thú. Hàn Ly nhắc nhở, thôn thiên thú thường xuyên ở trạng thái ngủ say, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở một cái hang nào đó, nếu là như vậy, chỉ có thể tính là vận khí của bọn họ không tốt. Đạo Thiên, ngươi đi đầu tiên. Mạc Phàm nói với Yêu Lang. Đạo Thiên gật đầu, đi ra khỏi sơn động, lập tức đi về phía cái hang kia, đảo mắt một cái đã biến mất vào trong động. Xem ra không có gì nguy hiểm, ngươi còn không đi vào đứng ở đây làm chi, Ma Ngưu. Hàn Ly lạnh lùng nhìn Ma Ngưu đứng giữa bà ta và Mạc Phàm, hỏi. Ma Ngưu bĩu môi,
đi vào hầm ngầm theo. Linh Nhi giao cho ngươi, để ta đi trước, ngươi tiến vào cuối cùng. Trong mắt Hàn Ly lóe lên vẻ phức tạp, nói xong, bà ta liền đi vào trong động. Mạc Phàm không phản đối, theo sát ở phía sau, bước vào trong hang động. Hắn mới tiến vào, trước mắt nhoáng lên một cái, toàn bộ xung quanh thay đổi, một thác nước vĩ đại xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa thác nước này chảy theo dòng không phải nước bình thường, mà là nhược thủy như trong hạp cốc. Lúc này bọn họ đang ở phía dưới thác nước, nhược thủy trút xuống như mưa, cho dù có bọt biển mà Hàn Ly bày ra, cơ thể vẫn trầm trọng không di chuyển nổi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trên người chớp lóe hào quang, cơ thể trôi nổi ở mặt ngoài nhược thủy, dẫm lên nhược thủy đi về phía đám Hàn Ly. Lúc này trên bờ biển ngoại trừ đám Hàn Ly ra, còn có hai yêu vương một nam một nữ đứng gần Hàn Ly. Hai yêu vương này không nửa người nửa yêu giống Ma Ngưu và Yêu Lang, mà như Hàn Ly có đủ hình người. Nam mày kiếm mắt sáng, mặc chiến giáp long lân, cầm trong tay một thanh bản long thương, bộ dạng cao lớn oai hùng như chiến thần. Nữ mặc váy ngắn bằng da bó sát màu đen, trên đùi thon dài là tất lưới, chân đi đôi giày dài tới đầu gối, hai thanh chủy thủ cắm vào trong vỏ kiếm buộc ở bắp đùi. Mái tóc dài màu băng lam, trên gương mặt tuyệt mỹ trang điểm đậm, nếu luận về nhan sắc hoàn toàn có thể so được với Hàn Ly. Chẳng qua toàn thân nữ yêu vương này lộ ra yêu dị và tà khí, phương hướng khác với Hàn Ly cao ngạo lạnh lùng. Mạc Phàm mang theo tiểu Hàn Ly mới ra khỏi nhược thủy, hai yêu vương một nam một nữ nhướn mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Nhân loại! Hàn Tuyết, không phải ngươi ghét nhân loại nhất à, nhất là nam nhân, sao bây giờ lại dẫn nhân loại tới đây, mà không mang theo bọn ta, còn để bọn ta đau khổ cay đắng tìm kiếm. Nữ yêu vương kia cười khinh thường, nhìn về phía tiểu Hàn Ly trên vai Mạc Phàm, lông mày lập tức nhíu lại. Hàn Tuyết, đây là tiểu linh con gái của ngươi đúng không? Ngươi giao con bé cho một nhân loại trông coi, không sợ cậu ta mang tiểu linh đi, thu làm linh sủng à, Hàn Tuyết, không phải ngươi thích nhân loại này đấy chứ? Nữ yêu vương kia hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Vô Xương, ngươi cầm miệng cho ta, bọn ta chỉ là đồng bọn hợp tác tiến vào bí cảnh mà thôi, không như những gì ngươi nói. Ánh mắt Hàn Ly phát lạnh, lạnh lùng nói. Nếu không phải người trong lòng của ngươi, vậy tiểu linh giao cho ta trông coi thì hơn, tránh để nhân loại này nổi lên ý xấu. Dùng tiểu linh khống chế ngươi, vậy thì không hay rồi. Nữ yêu vương tên Vô Xương nói xong, một tay vươn về phía Mạc Phàm, một cái tay tự nhiên xuất hiện trước người Mạc Phàm. Cái tay này xuyên qua bọt biển trên người Mạc Phàm, chộp lấy tiểu Hàn Ly trên vai Mạc Phàm. Vô Xương, ngươi muốn chết à? Không đợi cái tay này tóm được tiểu Hàn Ly, trên người Hàn Ly có một ấn ký sáng lên, Hàn Ly xuất hiện ở trong bọt khí của Mạc Phàm, tới trước người tiểu Hàn Ly. Bàn tay trắng nõn như ngọc của bà ta vươn ra, hàn khí màu lam xoay tròn từ trong lòng bàn tay bà ta mà ra, hình thành một tấm khiên băng hình rồng trước người bà ta. Nhưng cái tay của Vô Xương vỗ lên trên tấm khiên, Hàn Ly kêu lên đau đớn, trong chớp mắt tấm khiên vỡ nát, không đợi Mạc Phàm và Hàn Ly phản ứng kịp, liền đập vào ngực Hàn Ly. Phốc, máu tươi phun từ miệng Hàn Ly ra, bà ta nhanh chóng lùi về sau. Mạc Phàm nhíu mày, một tay chặn ở sau lưng Hàn Ly. Lúc này mới kìm lại thế đi của Hàn Ly. Sắc mặt Ma Ngưu và Yêu Lang thay đổi, vội vàng xông tới bên cạnh Mạc Phàm, như hổ rình mồi nhìn hai yêu vương một nam một nữ. Vô Xương làm như không thấy ánh mắt giết người của Hàn Ly, cười khẽ. Hàn Ly, đừng quên ngươi là cảnh giới hóa thần, ta đã là hợp đạo, tuy chúng ta được xưng là song kiêu của vạn yêu quật, nhưng đã không còn cùng cấp bậc. Vô Xương vẫy tay, trong đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hàn Ly vẫn nóng nảy như trước, nhưng không nghĩ tới tình hình hiện giờ. Vô Xương, Vô Thiên, rốt cuộc hai người muốn làm gì? Hàn Ly nắm chặt tay, tức giận hỏi. Bọn ta đợi ngươi ở đây lâu như vậy, ngươi cảm thấy bọn ta muốn làm gì? Bên cạnh Vô Xương, nam tử tên Vô Thiên hơi nhếch miệng, không đáp hỏi ngược lại. Hàn Ly huyền thiên cảnh, hai người đừng mơ. Hàn Ly nhíu mày, không do dự nói. Bà ta không biết Vô Thiên và Vô Xương lẻn vào từ khi nào, nhưng chắc chắn là tới vì Hàn Ly huyền thiên cảnh. Trong Hàn Ly huyền thiên cảnh, không chỉ có tài nguyên trùng kích hợp đạo kỳ, còn có cả tài nguyên lên cao hơn, chỉ cần có thể đi vào, sẽ có khả năng đạt được. Đừng mơ, Hàn Tuyết, ngươi cho là vì sao ngươi có thể an ổn thai nghén trứng rồng, nhưng không bị yêu tộc khác quấy rầy, thật sự cho rằng không có yêu vương thừa dịp ngươi suy yếu có ý đồ với ngươi sao? Vô Xương không tức giận, cười hỏi. Nếu không phải bà ta và Vô Thiên âm thầm ra tay,
Hàn Ly rất khó có thể ngủ say an toàn lâu như vậy. Hai người. Hàn Ly nhíu mày, trên mặt hiện lên giật mình. Quả thật trong lúc ngủ say bà ta cảm nhận được có yêu vương khác đến, bà ta cảm thấy yêu vương đã đến mới tỉnh lại, những yêu vương đó tiến vào Hàn Ly động không lâu thì biến mất. Chuyện như vậy xảy ra mấy lần, bà ta đều không cảm nhận được dị dạng, nên không nghĩ nhiều, không ngờ là đám vô xương ra tay. Bọn ta bảo hộ ngươi thai nghén tiểu linh như vậy, ngươi mang hai phế vật và một nhân loại tiến vào bí cảnh, cũng không mang bọn ta vào, như vậy thích hợp sao? Vô xương mỉm cười nói. Không phải bà ta muốn bảo hộ Hàn Ly, mà quả thật là muốn Hàn Ly thai nghén ra một tiểu Hàn Ly. Bởi vì với hiểu biết của bà ta về Hàn Ly vốn sẽ không nghe lời bà ta, cho dù bà ta cao hơn một cấp bậc cũng vậy. Cho nên cho dù Hàn Ly mang bọn họ vào hay không, Hàn Ly đều phải chết. Giữ lại tiểu Hàn Ly, sẽ dễ dàng khống chế hơn nhiều, có thể mang bọn họ tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Hàn Tuyết không mang chúng ta vào cũng được, chúng ta có thể giết đám người bên cạnh bà ta, mãi đến khi bà ta đồng ý mới thôi. Trong mắt Vô Thiên hiện lên sắc lạnh, cười nói. Các ngươi, vẻ mặt Hàn Ly lạnh lùng, trong mắt gần như muốn phun lửa. Bà ta tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, chính là vì thăng tu vi, tránh để bị Vô Xương tìm tới. Ai biết Vô Xương sớm đã tìm tới, còn bố trí một cạm bẫy sâu hơn. Sao bà ta có thể không biết mục đích Vô Xương và Vô Thiên để bà ta thai nghén ra tiểu linh, nhưng hiện giờ biết gì cũng muộn cả rồi. Giết người nào trước đây? Vô Xương không quan tâm ánh mắt của Hàn Ly, nhìn lướt qua Ma Ngưu, Yêu Lang và Mạc Phàm. Rất nhanh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Đệ tử của Thần Nông Tông đúng không? Không chỉ thông đồng với Hàn Tuyết muội muội của ta, ngay cả tiểu linh cũng thân mật với ngươi như vậy, bản lĩnh không nhỏ đâu. Vô Xương cười nói. Hàn Ly không dễ ở chung, điểm này bà ta biết rất rõ, tuy linh trí của tiểu Hàn Ly không cao, nhưng bảo vệ bản thân rất mạnh, ngoại trừ Hàn Ly ra, rất ít khi tới gần những người khác. Nhưng xem ra, tiểu Hàn Ly còn thân với Mạc Phàm hơn cả Hàn Ly. Yêu tộc muốn làm điểm ấy đều không dễ dàng, càng không nói tới nhân loại. Ở trong mắt yêu tộc mới sinh ra, nhân loại như kẻ địch và đồ ăn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tay tạo pháp ấn. Một đạo bạch quang biến mất vào trong cơ thể Hàn Ly, vẻ mặt Hàn Ly lập tức khôi phục không ít. Hắn sờ đầu tiểu Hàn Ly trên vai, lại lấy một đám tạo hóa chi lực ra cho tiểu Hàn Ly, đi tới trước người Hàn Ly. Mạc Phàm, người muốn làm gì, hai người này đều là hợp đạo kỳ đấy. Hàn Ly thấy Mạc Phàm như vậy, nhíu mày nhỏ giọng nói. Mạc Phàm đột phá tới Nguyên Anh đỉnh phong thì thế nào, cho dù là bà ta muốn ra tay với Mạc Phàm lúc này. Cũng dễ như trở bàn tay, càng không nói tới Vô Xương và Vô Thiên. Nhất là Vô Thiên, bản thể của Vô Thiên là Dực Long Ngân Bối, thời gian tiến vào hợp đạo kỳ còn sớm hơn cả Vô Xương. Bà ta không biết Vô Thiên ở bên Vô Xương từ lúc nào, nhưng trước đây Vô Thiên là một trong những người theo đuổi, Vô Xương có thể nói là cường giả hợp đạo nói gì nghe nấy Vô Xương. Vô Thiên ra tay, Mạc Phàm ngay cả xương cốt cũng không còn. Mạc Phàm cười khinh thường, giao tiểu Hàn Ly cho Hàn Ly. Cao thủ hợp đạo, rất lợi hại sao? Mấy ngày nay hắn lần lượt gặp cao thủ đại thừa và tiên khí cao thủ đại thừa, chỉ là hai yêu vương hợp đạo kỳ, có thể lọt vào pháp nhãn của hắn sao? Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Hàn Ly nhíu mày, trừng Mạc Phàm một cái, rồi nhận lấy tiểu Hàn Ly. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của bà ta, Mạc Phàm muốn chết, bà ta không cứu được cũng không ngăn được. Mạc Phàm cười nhạt, nhìn về phía Vô Thiên và Vô Xương. Hắn từng nghe Ma Ngưu nhắc tới tên Vô Xương một lần, xem ra chỉ có thể là người đối đầu với Hàn Ly. Hai người muốn giết ta à? Nếu bọn ta không vào được Hàn Ly huyền thiên cảnh, chỉ có thể giết ngươi, làm sao thế, tiểu tử, ngươi có ý kiến à? Vô Thiên cười khinh thường. Một đệ tử của Thần Nông Tông mà thôi, còn là Nguyên Anh Kỳ, ở trong mắt ông ta không khác gì con kiến. Giết ta, hai người có thể đi vào Hàn Ly huyền thiên cảnh được sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh giọng hỏi. Vô Thiên nhíu mày, ông ta vẫn không nói gì thêm, Vô Xương thì cười khẽ, nâng bước ngọc đi về phía Mạc Phàm, một tay đặt lên vai Mạc Phàm, di chuyển quanh Mạc Phàm. Tiểu tử, chẳng lẽ không được sao, cho dù Hàn Tuyết muội muội không cần ngươi, thì sẽ để ý tiểu linh, giết tiểu linh, bọn ta sẽ đi vào được, nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có mị lực lớn, có thể dụ được Hàn Tuyết muội muội và tiểu linh, có khả năng ngươi chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi. Ngươi nghĩ Hàn Tuyết muội muội sẽ để ý một công cụ à, phải không, Hàn Tuyết muội muội?
Cái tay kia của Vô Xương trượt từ vai Mạc Phàm xuống, vuốt ve sau lưng Mạc Phàm, nhìn Hàn Ly cười hỏi. Hàn Ly nhíu chặt mày, trong đôi mắt đều là do dự. Không phải là bà ta không thể dẫn Vô Xương vào, nhưng một khi dẫn bọn họ đi vào, với hiểu biết của bà ta về Vô Xương sẽ giết sạch tất cả ngoại trừ Tiểu Linh, trái lại ở bên ngoài còn có thể bàn điều kiện đường sống, bà ta đồng ý, trái lại sẽ thua sạch. Không đợi Hàn Ly trả lời, Mạc Phàm cười nhạt, đi về phía trước một bước, thoát khỏi tay mềm mại không xương. Nói như vậy, ngươi ăn hết bọn ta rồi sao? Chẳng lẽ không đúng, tiểu tử nhân loại nguyên anh kỳ? Vô Xương cười nhạt, hỏi ngược lại. Hai bọn họ đều là hợp đạo kỳ, đám Mạc Phàm tu vi cao nhất là Hàn Ly, cũng không phải đối thủ của bọn họ, chẳng lẽ còn có chuyện gì ngoài ý muốn? Các ngươi nghĩ mình cao quá rồi, cũng nghĩ bọn ta quá đơn giản rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Tiểu tử, ta giết ngươi trước, xem rốt cuộc các ngươi không đơn giản cỡ nào. Trường đao trong tay Vô Thiên đảo qua, âm thanh long ngâm lập tức vang lên, một đạo nguyệt nhận vẽ ra dấu vết trong không khí, chém về phía cổ Mạc Phàm. Không đợi nguyệt nhận đến trước người Mạc Phàm, một tay của Vô Xương nắm lấy nguyệt nhận, bóp nát nguyệt nhận. Đừng có gấp, một tiểu tu sĩ nguyên anh kỳ, cần gì tức giận như vậy? Vô Xương nhíu mày hỏi. Hàn Ly coi trọng Mạc Phàm, nếu không sao có thể mang theo Mạc Phàm tới, hơn nữa Mạc Phàm cũng là người cuối cùng tiến vào nơi này, càng có thể thấy được quan hệ giữa Hàn Ly và Mạc Phàm. Bà ta còn chưa thấy được điểm đặc biệt của Mạc Phàm, sao có thể giết Mạc Phàm như vậy? Hơn nữa, không phải Mạc Phàm nói hắn không đơn giản sao, bà ta rất muốn nhìn xem Mạc Phàm không đơn giản chỗ nào. Vô Thiên nhíu mày, lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, cất bàn long trường thương đi. Sương Nhi nói đúng, là ta quá kích động rồi. Tiểu tử, không phải ngươi nói mình không đơn giản sao, ta cho ngươi 10 giây, để bản cung nhìn xem ngươi không đơn giản thế nào, đừng khiến ta thất vọng. Vô Xương không để ý tới Vô Thiên, nhìn về phía Mạc Phàm, cười quyến rũ nói. Mạc Phàm không sốt ruột, trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, nhìn lướt qua người Vô Xương và Vô Thiên. Hẳn là ngươi trải qua 5 lần lôi kiếp, ngươi nhiều hơn Vô Xương một lần, chỉ là không nhiều hơn bao nhiêu. Hẳn là 6 lần lôi kiếp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thì sao? Vô Xương nhíu mày hỏi. Thông thường nhân loại tới Nguyên Anh kỳ mới có thể độ kiếp, nhiều là 7 kiếp, Nguyên Anh đặc biệt sẽ có số lần nhiều hơn một chút. Yêu tộc không giống tu sĩ nhân loại hoàn toàn, mỗi lần bọn họ thay đổi hình thái sẽ độ một lần lôi kiếp. Chỉ là thông thường, sau khi yêu tộc trải qua càng nhiều lôi kiếp, thực lực cũng càng mạnh. Trên người ta có thể dẫn tới 18 đạo lôi kiếp. Có khả năng còn nhiều hơn, dẫn lôi kiếp tới chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu ta, ta chỉ cần đảm bảo không chết trước khi lôi kiếp rơi xuống là được. Thân là đệ tử của Thần Nông Tông, muốn làm tới bước này sẽ không khó, các ngươi muốn thử uy lực của 18 đạo lôi kiếp không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười, nói xong, ý niệm của hắn vừa động, điện quang tí tách xuất hiện trên người hắn, có ở khắp nơi trên người hắn, khí tức hủy thiên diệt địa lập tức hàng lâm. Tươi cười trên mặt Vô Thiên và Vô Xương cứng đờ. Sắc mặt lập tức khó coi. Tuy bọn họ đến hợp đạo kỳ, nhưng nếu rơi vào trong lôi kiếp, cũng không dễ dàng độ qua như vậy. Nhất là trên người Mạc Phàm có 18 lần lôi kiếp, nhiều lôi kiếp như vậy, chỉ sợ không ai có thể sống sót, bọn họ là hợp đạo kỳ cũng không được. Ngươi phóng thứ này ra, ngươi phải chết, bọn họ cũng phải chết, ngươi dám sao? Đôi mắt Vô Xương khẽ đảo, trầm giọng nói. Nếu các ngươi cố chấp muốn ra tay, ta chỉ có thể làm như vậy. Hai người các ngươi dám không? Mạc Phàm cười lạnh lùng, hờ hững nói. Ngươi, thật to gan. Vô Xương nhíu mày, gằn từng chữ nói. Gan lớn, chỉ là như vậy sao? Mạc Phàm cười nhạt, trong mắt đột nhiên lóe lên hào quang màu lam. Cùng lúc đó, trong mắt Yêu Lang cũng là hào quang tương tự. Ngay sau đó, bỗng nhiên Yêu Lang nổ tung, hóa thành vũ khí màu lam che khuất đám Hàn Ly. Muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Sắc mặt Vô Thiên thay đổi, lắc mình một cái tới bên vũ khí màu lam, bàn long thương lấy lực phách hoa sơn đánh xuống, vũ khí màu lam bị đánh tan. Nhưng không thấy bóng dáng đám Hàn Ly. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đi đến nơi cách đó không xa, cúi người hái cửu diệp thảo trăm năm, rồi lấy một hộp ngọc ra. Vừa rồi ngươi hỏi ta là đệ tử của Thần Nông Tông đúng không? Ta là đệ tử của Thần Nông Tông, Yêu Lang kia đã được ta ra lệnh, chỉ cần hai người giết ta. Yêu Lang sẽ trở về Thương Ngô Sơn báo cáo tình hình ở đây, yêu tộc hợp đạo kỳ giết chết đệ tử Nguyên Anh kỳ của Thần Nông Tông, còn là đệ tử áo trắng của Thần Nông Tông, ngươi cảm thấy hai người sẽ có kết cục gì?
Mạc Phàm cất hộp ngọc, hỏi. Áo trắng. Bởi vì vạn yêu quật phần lớn là đệ tử chữ lót không và hư, gần như chưa từng xuất hiện đệ tử chữ lót là bất, trừ phi là vạn yêu quật bạo loạn, những người này tới vạn yêu quật bình định tứ phương. Cho nên Mạc Phàm không nói bọn họ còn không quá để ở trong lòng, nghe thấy lời Mạc Phàm nói, lúc này mới nhìn kỹ Mạc Phàm, trong mắt bọn họ đều lóe lên dị sắc. Quả nhiên là áo trắng chữ lót bất, chẳng trách tiểu tiện nhân Hàn Tuyết sẽ coi trọng ngươi như vậy. Vô Xương Thu sắc bén trong mắt lại, nói. Giết chết đệ tử chữ lót không và hư không có vấn đề gì, nhưng giết chết đệ tử chữ lót bất sẽ có chuyện lớn, nhất là Mạc Phàm chỉ tới Nguyên Anh Kỳ, bọn họ giết Mạc Phàm, tin tức sẽ được truyền tới Thần Nông Tông. Thì sao, hai người còn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi ngược lại. Sắc mặt Vô Thiên khó coi, trong mắt lóe lên sắc lạnh, nhìn Mạc Phàm. Bọn họ là yêu vương hợp đạo kỳ, lại bị một tiểu tử Nguyên Anh Kỳ uy hiếp. Tiểu tử, ngươi lấy Thần Nông Tông chèn ép bọn ta, cho dù không đơn giản cũng không thấy cao minh cỡ nào. Vô Xương do dự, nói với vẻ khinh thường. Hai người thì sao? Mạc Phàm lắc đầu, cười nói. Hai yêu vương hợp đạo kỳ, đối phó một Nguyên Anh Kỳ là hắn hình như rất cao minh. Bọn ta chuẩn bị lâu như vậy nhất định phải tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, chỉ là ta có thể thề, chỉ cần Hàn Tuyết dẫn bọn ta vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, bọn ta sẽ không ra tay với mấy người, thế nào? Vô Xương do dự một lát, nói. Vô Xương khống chế tiểu tử này, lừa đám Hàn Tuyết quay lại là được, không cần theo bọn họ cùng tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh mà. Vô Thiên cảm thấy khó hiểu nói. Nếu không thể giết Mạc Phàm, không giết Mạc Phàm là được, bọn họ đường đường là cao thủ hợp đạo kỳ, sao có thể thỏa hiệp với Mạc Phàm? Nếu Mạc Phàm dám dẫn lôi kiếp muốn chết, vậy thì mau chóng giết Mạc Phàm là được. Khó có thể giết đệ tử của Thần Nông Tông, cũng phải nhìn cấp bậc, giữa bọn họ chênh lệch nhiều như vậy, đủ để ông ta giết Mạc Phàm trước khi lôi kiếp hàng lâm. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi biết cái gì? Vô Xương nhíu mày, quát lớn. Công pháp nổi tiếng nhất của Thần Nông Tông là Diễn Thiên Thần Quyết, là một trong những công pháp cực mạnh chuyên tu thần thức, tuy Mạc Phàm chỉ là Nguyên Anh Kỳ, nhưng thần hồn không dễ khống chế như vậy. Cho dù bọn họ khống chế được, cũng không dễ giải quyết, giết Mạc Phàm sẽ dẫn tới Thần Nông Tông điều tra, không giết cũng sẽ bị Mạc Phàm trả thù. Thay vì phiền phức như vậy, chẳng bằng lôi kéo Hàn Ly, chỉ cần có thể tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh là được, còn lần sau tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, lần sau lại nghĩ biện pháp là được. Dù sao Hàn Ly đã chế tiến vào hợp đạo kỳ hơn bọn họ, muốn đối phó Hàn Ly dễ như trở bàn tay. Không cần thiết vì một đệ tử của Thần Nông Tông, mà đẩy mình vào trong nguy hiểm. Thế nào, nhân loại? Trong mắt Vô Xương lóe lên ánh sáng lạnh, hỏi. Có thể, chỉ là hai người phải thề thế này, Hàn Ly chỉ mở đại môn Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh cho hai người, có thể đi vào đạt được cơ duyên hay không, đều do bản thân các ngươi, một khi thề. Từ lúc thề đến khi ra khỏi Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh là một tháng, không được ra tay với bọn ta. Trong miệng Mạc Phàm truyền ra đoạn chú ngữ cổ xưa, chớ chú chi môn thanh đồng đã lâu không xuất hiện hiện ra. Những lời mà hắn vừa nói, phiêu nhập vào trong chớ chú chi môn. Yêu thần là thủ hộ chi thần của yêu tộc, bình thường yêu tộc đều thề với yêu thần, nhưng cho dù làm trái lời thề, chưa chắc yêu thần sẽ trừng phạt. Lúc trước một vị sư huynh của hắn từng thề rồi. Nếu không nguy hại đến sinh tử của yêu tộc đều không chịu trừng phạt, nhất là bên trong có đủ loại người, lại càng không có một chút tác dụng, bởi vì yêu thú sẽ không vì ích lợi của nhân loại mà trừng phạt yêu tộc của mình. Cho nên thay vì tin tưởng yêu thần sẽ trừng phạt, hắn càng tin chớ chú chi môn. Tiểu tử, thề với lão phu phải trả không ít đại giá, lần này cho lão phu thứ gì? Trên chớ chú chi môn, một giọng nói già nua truyền đến. Thứ này hẳn là đủ rồi chứ? Mạc Phàm lấy một đám tạo hóa chi lực ra, ném về phía chớ chú chi môn. Tiểu tử, người đang phát cho ăn mày à? Chớ chú chi môn nuốt tạo hóa chi lực của Mạc Phàm, bất mãn nói. Chỉ là đôi mắt trên hai đầu thú vẫn nhìn về phía Vô Xương và Vô Thiên. Bây giờ hai người có thể thề rồi. Vô Xương nhìn thấy chớ chú chi môn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là chớ chú chi môn. Bà ta là băng phượng nhất tộc, trong trí nhớ truyền thừa có thứ này. Chớ chú chi môn còn tồn tại lâu hơn yêu tộc bọn họ, nghe nói là thần khí của nguyền rủa chi thần, cũng có người nói là đại môn của thần cung thời viễn cổ, đủ loại truyền thuyết. NWSNG có một chuyện là thật, nguyền rủa đối với đại môn này khó giải, thề với thứ này cũng vậy, một khi vi phạm, tuyệt đối không được tha thứ.
tiểu nha đầu của băng phượng nhất tộc, người còn có chút nhãn lực, chỉ là nhanh thể đi. Chớ chú Chi Môn không kiên nhẫn nói. Tiểu tử, người nhất định phải như vậy à? Vô Xương nhíu chặt mày, nghiến chặt răng hỏi. Chỉ có thể như vậy, nếu không thì chúng ta ai cũng đừng nghĩ tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh. Mạc Phàm gật đầu, không nhượng bộ nói. Được, bọn ta sẽ thề với chớ chú Chi Môn, hy vọng ngươi có thể khuyên giải được tiểu tiện nhân Hàn Tuyết kia, nếu ngươi không làm được, đừng trách bọn ta không khách sáo. Vô Xương do dự một lát, trong mắt hiện lên lạnh lẽo, nói. Vô Xương, chúng ta có nên suy nghĩ lại hay không? Vô Thiên thấy Vô Xương đồng ý với điều kiện của Mạc Phàm, vội vàng nhắc nhở. Ông ta không biết chớ chú Chi Môn, nhưng nhìn biểu cảm của Vô Xương, hẳn là rất kiêng kỵ cánh cửa này. Bởi vì một tên tiểu tử Nguyên Anh thể phiền phức như vậy, giống như người lớn bị một đứa con nít đánh quỳ xuống đất hát chinh phục. Thề theo ta. Vô Xương nheo mắt, liếc mắt nhìn Vô Thiên một cái, ra lệnh. Vô Thiên nhíu mày, vẫn thề với chớ chú Chi Môn giống Vô Xương. Yêu vương Vô Xương, Vô Thiên ta thề với chớ chú Chi Môn, chỉ cần Hàn Ly mở đại môn của Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh cho ta, bọn ta sẽ không ra tay với đám Hàn Ly trong thời gian tới. Nếu làm trái lời thề, thiên lôi sẽ đánh xuống. Hai người mỗi người bay ra một chữ, chữ này hóa thành một ký hiệu, bay về phía chớ chú Chi Môn. Thề xong, ký hiệu huyết sắc như hai tia chớp bay từ trong chớ chú Chi Môn ra rơi vào mi tâm của hai yêu vương, biến mất trong mi tâm. Như vậy được chưa? Vô Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Nếu không phải Mạc Phàm đột nhiên nhúng tay, cho dù Hàn Tuyết không muốn cũng phải dẫn bọn họ vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh. Vì Hàn Ly không có lựa chọn. Hơn nữa bọn họ có thể khống chế được Hàn Tuyết và Tiểu Linh, khiến Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh thành bảo khố đột phá của bọn họ, muốn tiến vào bất cứ lúc nào cũng được. Những chuyện này, đều bị tiểu tử nhân loại phá hủy. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, đám Hàn Ly được hắn di hình hoán vị lập tức trở về chỗ ban đầu. Chớ chú Chi Môn, Mạc Phàm, người không sao chứ? Hàn Ly nhíu mày nhìn chớ chú Chi Môn, lo lắng hỏi. Bà ta không rõ nguyên do được Mạc Phàm truyền tống đi lại truyền tống trở về, mình Mạc Phàm ở đây. Vô Xương và Vô Thiên giết Mạc Phàm, không khác gì giết một con gà, đơn giản là chuyện sống bao lâu. Hơn nữa ở đây còn có chớ chú Chi Môn. Chớ chú Chi Môn, Vô Xương biết, tất nhiên bà ta cũng biết, thứ tồn tại trong truyền thuyết, Phàm là yêu tộc viễn cổ đều có truyền thừa ký ức về chớ chú Chi Môn. Ta không sao, mở Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh đi, để bọn họ tiến vào. Bọn họ đã thề với chớ chú Chi Môn sẽ không ra tay với chúng ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói. Những lời này là thật sao? Hàn Ly nhướng mày hỏi. Bên trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh không phải có bảo vật đầy đất, cũng phải xem cơ duyên, không phải ai đi vào đều tìm được bảo vật. Bao gồm cả bà ta trong đó, không thể nắm chắc 100%, để Vô Xương và Vô Thiên đi vào cũng không sao. Chỉ cần hai người đó không ra tay với bọn họ là được. Một khi bà ta tìm được cơ duyên tới hợp đạo kỳ, sẽ không sợ Vô Xương và Vô Thiên nữa. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi chớ chú Chi Môn được tiểu tử này triệu hồi ra, chỉ là có khả năng phải trả giá vài thứ. Vô Xương lạnh lùng nói. Ngươi triệu hồi chớ chú Chi Môn à? Hàn Ly nhướng mày nhìn Mạc Phàm, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Trong ký ức truyền thừa của bà ta, chỉ biết tới sự tồn tại của chớ chú Chi Môn, không có phương pháp triệu hoán chớ chú Chi Môn. Dựa theo ký ức truyền thừa của bà ta, phương pháp triệu hoán chớ chú Chi Môn hẳn là đã thất truyền, vậy mà Mạc Phàm còn có thể triệu hoán ra chớ chú Chi Môn. Nếu thực sự là như vậy, vậy không có gì phải lo lắng. Ngoại trừ ta, bọn họ hẳn là không có bản lĩnh triệu hoán chớ chú Chi Môn tới đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi đừng kiêu ngạo, lần này cho ngươi may mắn thực hiện được, lần sau, ngươi không có vận khí tốt như vậy đâu. Bàn long thương của Vô Thiên gõ xuống đất, tức giận nói. Mở bí cảnh đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nói với Hàn Ly. Lần này là hắn không cẩn thận, để Vô Thiên và Vô Xương mai phục, khiến hắn phải bố trí kế hoạch như vậy một phen, cho dù hai người chiếm được cơ duyên, đến hợp đạo đỉnh phong cũng không có trái cây ngon để ăn. Hàn Ly gật đầu, tháo vòng tay do thủy tinh tạo ra trên cổ tay xuống, cứ qua ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ lên trên. Vòng tay thủy tinh lập tức đại phóng bạch quang, bay về phía thác nước. Trong chớp mắt, vòng tay nhập vào bên trong thác nước. Thác nước vốn có nhiều thủy chảy thẳng xuống, bỗng nhiên xuất hiện một khu vực hình tròn. Khu vực hình tròn này nhanh chóng biến to,
rất nhanh liền có đường kính hơn 3 mét, lộ ra truyền tống môn ở bên trong. Theo truyền tống môn này xuất hiện, nhược thủy xung quanh truyền tống môn đông cứng lại. Phải biết rằng, nhược thủy gặp hỏa không bốc hơi, gặp lạnh không kết. Không chỉ nhược thủy bị đông lại, băng hàn chi khí khiến người ta không rét mà run lập tức tùy ý mà ra, mà Ngưu không tự chủ được run rẩy. Đây là cửa vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, các ngươi tiến vào trước hay là bọn ta đây? Hàn Ly lạnh lùng nói với Vô Xương. Bọn ta vào trước. Vô Xương nhìn truyền tống môn, trong mắt hiện lên dị sắc nói. Có hạn chế của lời thề, cửa vào Hàn Ly huyền thiên cảnh này không có khả năng là giả, tất nhiên phải đi vào trước. Bà ta liếc mắt ra hiệu với Vô Thiên, hai yêu vương hóa thành hai đạo lưu quang đến bên cạnh truyền tống môn. Bà ta không lập tức đi vào, mà quay đầu nhìn Mạc Phàm. Bọn ta ở bên trong đợi ngươi, hy vọng mấy người còn mệnh tiến vào, chúc ngươi may mắn. Lúc nói chuyện, tay bà ta tạo pháp ấn, bà ta và Vô Thiên biến mất trong truyền tống trận, một ký hiệu lóe lên sau lưng Mạc Phàm. Sắc mặt Hàn Ly thay đổi, cảm nhận được mơ hồ dự cảm xấu. Thôn thiên thú kia không biết đi đâu, chúng ta nhanh vào thôi. Hàn Ly thúc giục. Lúc trước bà ta tới, sẽ gặp được thôn thiên thú, khiến bà ta không thể không rút lui, lần này lâu như vậy mà không thấy, vẫn nên nhanh vào thì hơn. Bà ta vừa nói xong, âm thanh chấn động rất mạnh vang lên trên thác nước. Trong truyền tống môn, ở sơn động có thể chứa được 3 người. Vô Thiên và Vô Xương cẩn thận tránh không gian liệt phùng trong sơn động, chậm rãi đi vào bên trong, không dám lơ là chút nào. Xương Nhi, vừa rồi chúng ta thật sự cần thề với chớ chú chi môn à? Vô Thiên cảm thấy khó hiểu nói. Với hiểu biết của ông ta về Vô Xương ghét nhất bị người ta uy hiếp, nhất là không thỏa hiệp với nam nhân. Vừa rồi thái độ của Vô Xương rất bình thường. Phát lời thề mà thôi, để bọn họ cao hứng một lát. Xương lạnh trên mặt Vô Xương được đánh tan hết, cười khẽ nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ không còn phẫn nộ khi bị Mạc Phàm uy hiếp, trái lại có vui mừng vì thực hiện được âm mưu. Ý của ngươi là, Vô Thiên nhíu mày, lại càng khó hiểu hơn. Chúng ta đã phát lời thề, không ra tay với bọn họ, không có nghĩa là không thể ra tay với bọn họ bằng phương pháp khác, như vậy cho dù bọn họ nghèo, cũng không liên quan tới chúng ta, chỉ cần chúng ta đi vào là được. Vô Xương cười nói. Ngươi nói ngươi thả thôn thiên thú kia sao? Vô Thiên nhướng mày, cười nói. Bọn họ ở đây không ít ngày, vì tránh phiền phức đã tốn không ít sức lực, phòng ấn thôn thiên thú kia. Không sai. Vô Xương cười nói. Để thôn thiên thú đối phó Mạc Phàm, không chỉ không vi phạm lời thề của bọn họ, cũng sẽ không bị thần nông tông tìm tới bọn họ, bởi vì thôn thiên thú giết Mạc Phàm, không phải bọn họ. Vậy nếu thôn thiên thú giết Hàn Ly và tiểu Hàn Ly thì sao? Vô Thiên lo lắng nói. Bọn họ bố trí ván cờ này, không chỉ lần này tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, còn muốn có được cửa vào bí cảnh. Nếu thôn thiên thú giết cả Hàn Ly và tiểu Hàn Ly, bọn họ sẽ không có khả năng tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh rồi. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ tới vấn đề này sao? Vô Xương liếc mắt nhìn Vô Thiên một cái, tức giận nói. Ta chỉ phá giải phong ấn trên người thôn thiên thú, thần thức của nó vẫn bị giam cầm. Hơn nữa ta chỉ hạ chú trên người tiểu tử nhân loại kia, thôn thiên thú chỉ đuổi theo mình tiểu tử nhân loại đó. Nếu Hàn Ly muốn cùng chết với con gái và tiểu tử nhân loại kia, vậy ta cũng không có biện pháp, nhưng hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Vô Xương cười mỉa nói. Lúc bà ta đụng cơ thể Mạc Phàm, đã lặng lẽ hạ phù văn lên người Mạc Phàm, là vì muốn đối phó Mạc Phàm. Sở dĩ hôm nay đi tới bước này, chủ yếu là vì Mạc Phàm, cho nên chỉ cần Mạc Phàm chết trong miệng thôn thiên thú. Kết quả vẫn như vậy, mẹ con Hàn Ly sẽ bị bọn họ khống chế, sinh tử đều do bọn họ. Xương Nhi, người quá cao minh rồi, chơi đùa bọn họ xoay vòng. Trên mặt Vô Thiên tràn đầy bội phục, cười nói. Thu thập một nhân loại sống mấy chục năm mà thôi, không tính là cao minh, chỉ là tùy cơ ứng phó mà thôi. Vẻ mặt Vô Xương tràn đầy khinh thường, nhưng trong đôi mắt tràn đầy đắc ý. Tên tiểu tử kia gặp phải em, thật sự là xui xẻo của cậu ta. Vô Thiên vừa phong bế không gian liệt phùng ở bên cạnh, vừa nịnh nọt nói. Đúng rồi, thêm trận pháp ẩn ở xung quanh không gian liệt phùng, tránh để thôn thiên thú xâm nhập, hủy cửa vào này. Vô Xương thấy Vô Thiên muốn phong liệt phùng, vội vàng nói. Thôn thiên thú là dùng để đối phó Mạc Phàm, nhưng không thể để Hàn Ly dễ dàng tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, có thể chắn ở bên ngoài là tốt nhất. Dù sao một khi Hàn Ly tìm được cơ duyên tiến vào hợp đạo kỳ,
không có chỗ tốt đối với bọn họ. Bọn họ phong không gian liệt phùng lại, đồng nghĩa với việc mở đường cho Hàn Ly, tất nhiên không thể như vậy. Vô Thiên cười khẽ, trước mắt sáng lên. Bọn họ ẩn những không gian liệt phùng không phải để đối phó đám Mạc Phàm, mà để đối phó thôn thiên thú, chuyện này không tính là bọn họ làm trái lời thề. Quả thật phải phòng thôn thiên thú, nhưng không gian liệt phùng hẳn là không được, có nên bố trí một ít cạm bẫy hoặc chướng ngại ngăn cản không? Trái lại học rất nhanh, chuyện này ngươi xem rồi làm đi. Vô Xương hơi nhếch môi cười nói. Tuân mệnh. Vô Thiên ôm quyền với Vô Xương, hơi nhếch miệng cười tàn nhẫn. Hai yêu vương vừa tránh thoát không gian liệt phùng trong thông đạo, vừa bố trí một số chướng ngại. Bên ngoài truyền tống trận. Theo tiếng chấn động, một yêu thú hình thể vĩ đại không kém thác nước xuất hiện phía trên thác nước. Yêu thú này giống sư tử, trên người không có lông, toàn thân phủ kín lân giáp như xà. Trên cái đầu to có 7 trường giác như căn cốt đâm, trên gương mặt khổng lồ, cái mồm to như bồn máu tràn đầy răng nanh chiếm hết phần lớn, hai bên miệng mặt mũi có 9 đôi mắt. Lúc này đôi mắt huyết sắc của yêu thú đang nhìn Mạc Phàm trong đám Hàn Ly. Nhìn thấy yêu thú này, Ma Ngưu không do dự trốn sau Mạc Phàm. Cấp bậc của thôn thiên thú có thể dùng số lượng cốt giác trên đầu để tính, thất chi giác, đó chính là thôn thiên thú hợp đạo kỳ. Hai yêu vương hợp đạo kỳ Vô Xương và Vô Thiên đã khó đối phó, bọn họ vốn đừng nghĩ đối phó được. Tiện nhân Vô Xương đã thả thôn thiên thú ra rồi. Trong mắt Hàn Ly lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Thôn thiên thú thủ hộ cửa vào này, bình thường sẽ không đi xa, một khi có người tới gần cửa động, thôn thiên thú sẽ xuất hiện rất nhanh. Lần trước bà ta tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh là lúc nguyên anh kỳ, đó là thừa dịp thôn thiên thú ngủ say mới may mắn tiến vào. Lúc trước bà ta thấy lạ vì sao thôn thiên thú không xuất hiện, nếu xuất hiện còn có thể đối phó Vô Xương và Vô Thiên một lát, chỉ là xem ra thôn thiên thú đã sớm bị Vô Xương và Vô Thiên chế phục rồi. Hai người đi vào. Liền thả thôn thiên thú ra. Bà ta biết Vô Xương không dễ đối phó như vậy, chỉ là hiện giờ nói gì cũng muộn rồi. Vô Xương đã tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, chắc chắn sẽ không đi ra. Giống, thôn thiên thú ngửa mặt gào thét giận dữ, nhảy từ trên thác nước xuống. Dầm, cơ thể to lớn rơi xuống đất, tiểu bí cảnh lập tức như vỡ ra, lay động dữ dội. Nhược thủy như sóng lớn dậy sóng lan ra bốn phía, mặt đất tứ phân ngũ liệt theo. Rất lâu mới yên bình lại. Thôn thiên thú rơi xuống, không chỉ cửa vào Hàn Ly huyền thiên cảnh bị chặn, cửa vào khi bọn họ tới cũng bị thôn thiên thú chặn lại. Tiểu Linh đưa cho ngươi trước, chúng ta tách ra trốn, ta dụ thôn thiên thú rời đi, các ngươi tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Hàn Ly đưa tiểu Hàn Ly cho Mạc Phàm, nói. Tu vi của bà ta cao nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, nếu có thể dụ thôn thiên thú rời đi, có thể kiên trì một lát. Chỉ cần dụ thôn thiên thú rời đi, bọn họ sẽ có cơ hội tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Cửa vào và cửa ra Hàn Ly huyền thiên cảnh không phải một, chỉ cần bọn họ có thể thông qua không gian liệt phùng phức tạp ở bên trong, thì không có vấn đề gì rồi. Mục tiêu của thôn thiên thú là ta, người không dụ được nó đi đâu, cũng không cần dụ đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Hàn Ly nhướng mày, nhìn thoáng qua sau lưng Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức khó coi. Trên quần áo sau lưng Mạc Phàm, một phù văn quen thuộc đang lóe lên. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chạy mau đi. Hàn Ly nhìn thoáng qua thôn thiên thú đang chuẩn bị nhào tới, vội vàng nói. Mạc Phàm biết mình bị hạ phù văn, vậy mà vẫn đứng yên tại chỗ không trốn, muốn chết à. Chạy, ngươi dẫn ta đi cùng, không phải là muốn ta mang ngươi tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh sao, ngươi ở đây đợi đi, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, bình tĩnh nói. Vô Xương hạ ấn phù trên người hắn. Sao hắn có thể không phát hiện ra? Tuy ấn phù là của yêu vương hợp đạo kỳ, nhưng bây giờ cho dù hắn muốn diệt trừ không khó chút nào, sở dĩ không hủy phù văn này, đó là vì hắn đợi tới bây giờ. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Hàn Ly hơi sửng sốt, cảm thấy khó hiểu nói. Đối mặt với thôn thiên thú cũng dám làm càn như vậy, thực cho rằng thôn thiên thú là sư huynh của hắn à? Mạc Phàm không trả lời Hàn Ly, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Lập tức đi về phía thôn thiên thú như tiểu sơn. Thôn thiên thú cảm nhận được Mạc Phàm tới gần, 18 con mắt đều biến thành màu đỏ, chân trước dùng lực, cơ thể to lớn lập tức bay lên trời, cuồng phong khiến người ta không thể đứng thẳng nhấc lên. Đám Mạc Phàm vốn cách thôn thiên thú không xa, thôn thiên thú này vừa nhào tới, trong chớp mắt đã đến trước người Mạc Phàm. Trên mặt Mạc Phàm không có chút hoảng sợ, một tay lướt qua không trung,
Trong chớp mắt một ký hiệu cổ xưa như hai chữ xuyên xuất hiện. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, gió lạnh nổi lên bốn phía, thổi ký hiệu về phía thôn thiên thú. Nhìn thấy ký hiệu này, cách đó không xa, vẻ mặt Hàn Ly ngây ngốc. Trong ký ức truyền thừa của bà ta có ký hiệu này, nhưng bà ta vẫn không biết tác dụng, khắc họa ra chỉ là một cơn gió lạnh, không còn tác dụng gì khác. Mạc Phàm vẽ ra ký hiệu này, là vì chỉ trong giây lát ký hiệu này tới trước người thôn thiên thú, biến mất vào trong miệng thôn thiên thú. Ký hiệu này vừa vào miệng thôn thiên thú, sắc mặt thôn thiên thú thế tới rào rạt lập tức hiện lên vẻ kỳ lạ, cơ thể to lớn lập tức nhỏ đi nhiều, cái mồm to như bồn máu há ra thì biến thành một thứ gì như cửa động. Không đợi thôn thiên thú đến trước người Mạc Phàm, thôn thiên thú biến thành to như cửa động truyền tống môn, thổi về phía truyền tống môn. Keng, âm thanh kim khí va chạm vang lên, một cửa động hình thú khẩu xuất hiện trên thác nước, một ngọn đèn sáng lên trong cửa động, thông tới một vùng thế giới khác. Đồng thời trong cửa động, một bậc thang dài vươn ra, lan tới dưới chân Mạc Phàm. Ở đây, cho dù là Hàn Ly hay là Ma Ngưu đều sửng sốt. Chuyện này, đây là cái quỷ gì thế? Một ký hiệu, vậy mà biến yêu thú hợp đạo kỳ thành một cửa động. Nhất là Hàn Ly, bà ta là Hàn Ly nhất tộc, mỗi lần tới nơi này đều phải tránh thôn thiên thú, sau đó lại hao hết tâm tư thoát khỏi không gian liệt phùng và những thứ khác trong truyền tống môn. Nếu không phải lần trước bà ta tới lúc thôn thiên thú ngủ say, bà ta còn có linh khí phòng ngự cường đại, chắc chắn sẽ không có biện pháp đi vào. Nhưng một nhân loại như Mạc Phàm, đến cửa động này, chỉ cần một phù văn, sẽ có bậc thang vươn tới dưới chân hắn. Nếu không phải trên người Mạc Phàm không có khí tức của yêu tộc, thậm chí bà ta sẽ hoài nghi Mạc Phàm cũng là Hàn Ly nhất tộc. Ký hiệu kia là chìa khóa tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh à? Hàn Ly nhíu mày hỏi. Hẳn là vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thôn thiên thú là yêu thú dị chủng thời thượng cổ, bởi vì trí lực không cao, nhưng thực lực kinh người, không ít yêu tộc và tu sĩ sẽ thu phục thôn thiên thú làm thú giữ nhà. Chỉ là thôn thiên thú không dễ dưỡng như vậy, càng khó phục tùng, cho nên dẫn tới số lượng thôn thiên thú càng ngày càng ít. Nhưng từng cửa vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, đều có một thôn thiên thú, không có ngoại lệ. Cho nên không ít người tìm Hàn Ly huyền thiên cảnh, đều tìm thôn thiên thú trước, một khi phát hiện thôn thiên thú hoang dại, sẽ tìm kiếm ở gần đó, khả năng tìm thấy Hàn Ly huyền thiên cảnh rất cao. Dựa vào quy luật mỗi cửa vào Hàn Ly huyền thiên cảnh đều có một thôn thiên thú, có người phát hiện ra phương pháp tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh càng tiện hơn, đó là ký hiệu này. Ký hiệu này không chỉ có thể khiến tu sĩ không cần né tránh thôn thiên thú tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, cũng không cần lo lắng không gian liệt phùng, đi thẳng vào là được. Chính vì phương pháp như vậy, khiến không ít ngoại tộc tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, cuối cùng dẫn tới Hàn Ly tu kiến Hàn Ly huyền thiên cảnh giận dữ, phong bế Hàn Ly huyền thiên cảnh rất lâu. Sao ngươi biết được phương pháp này? Hàn Ly lạnh giọng hỏi. Ngươi hỏi ta chuyện này, còn không bằng hỏi mình, vì sao không biết phương pháp này? Mạc Phàm cười nhạt, vẫy tay với tiểu Hàn Ly lập tức bay về phía vai hắn. Phương pháp này chắc chắn là người kiến tạo Hàn Ly huyền thiên cảnh chuẩn bị cho Hàn Ly nhất tộc, Hàn Ly không biết còn chưa tính, nếu hắn cũng không biết, hôm nay bọn họ thật sự khó mà vào được Hàn Ly huyền thiên cảnh. Hắn vươn hai ngón tay ra, khẽ điểm lên trán tiểu Hàn Ly, một số tin tức hắn biết về Hàn Ly nhất tộc lập tức tiến vào trong thức hải của tiểu Hàn Ly. Hắn cứu tiểu Hàn Ly coi như là có duyên với tiểu Hàn Ly, truyền những chuyện liên quan tới Hàn Ly nhất tộc cho tiểu Hàn Ly, xem như đưa một phần cơ duyên cho tiểu Hàn Ly. Lần sau có gì không biết, hỏi tiểu Linh, có lẽ đứa bé biết nhiều hơn ngươi, chúng ta vào đi thôi. Mạc Phàm cười nhạt, đi dọc theo bậc thang. Ma Ngưu liếc mắt nhìn Hàn Ly một cái, theo sát Mạc Phàm với yêu lang, đi dọc theo bậc thang vào bên trong cửa động. Hàn Ly nhíu mày, dậm chân lên đất như cô gái tức giận, mặt đất trực tiếp nứt thành mấy mảnh. Bà ta đường đường là một trong song kiêu của vạn yêu quật, Hàn Ly nhất mạch rất hiếm gặp trong long tộc. Cho dù là dung mạo hay huyết thống đều là người thường không sánh bằng, có không biết bao nhiêu yêu vương muốn song tu với bà ta, vậy mà một tiểu tử nhân loại nguyên anh kỳ lại dám đối xử với bà ta như vậy. Ngu ngốc, đứa ngốc. Bà ta nhỏ giọng mắng vài câu, rỗi đi cuối cùng vào trong động. Quả nhiên cửa động này không giống với hai yêu vương vô xương và vô thiên tiến vào, không chỉ thông thẳng tới Hàn Ly huyền thiên cảnh, còn không có một chút nguy hiểm. Sau thời gian một bữa cơm, đám Mạc Phàm đến Hàn Ly huyền thiên cảnh bên kia thông đạo, trong một vùng thế giới băng xương. Phóng tầm mắt ra nhìn, toàn bộ bí cảnh được màu băng lam và màu trắng bao phủ,
núi tuyết cắm thẳng lên trời, biển băng mênh mông bát ngát, trên mặt đất, trên cây đều được bông tuyết bao trùm, cho dù là mặt trời trên bầu trời, cũng như đèn tiết kiệm năng lượng tỏa ra bạch quang lạnh lẽo. Linh khí thuộc tính hàn băng nồng đậm phả vào mặt. Đây là hàn ly huyền thiên cảnh sao? Ma Ngưu nhìn thế giới này, hơi sửng sốt hỏi. Ông ta cũng biết hàn ly huyền thiên cảnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể vào đây. Xem như là một góc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hàn ly huyền thiên cảnh là một tiểu thế giới trong rất nhiều thế giới giáp phùng, diện tích không so được với thần nông tông, nhưng lớn hơn hệ mặt trời. Chỗ bọn họ nhìn chỉ là một phần nhỏ, nơi này có không ít nơi có truyền tống môn, có thể thông tới một đám tiểu bí cảnh, cơ duyên ở trong những tiểu bí cảnh này. Đại nhân, vậy chúng ta bắt đầu tìm từ nơi này sao? Ma Ngưu hơi khẩn trương nói. Dựa theo hiểu biết của ông ta về hàn ly huyền thiên cảnh, hàn ly huyền thiên cảnh có hạn chế mở ra, mỗi người chỉ có thể vào nửa tháng, cho dù tìm được cơ duyên hay không đều được truyền tống rời khỏi nơi này. Nếu vào được, vẫn nên nhanh xuống tay thì hơn. Không sốt ruột. Mạc Phàm cười nhạt, rời mắt nhìn hàn ly. Người có thể thử phương pháp kia, chẳng qua đảo phù văn lại, cửa động này sẽ phải đóng cửa, thôn thiên thú sẽ khôi phục nguyên hình. Hàn ly nhớn mày. Dựa theo lời Mạc Phàm nói họa phù văn kia, đánh vào trong thông đạo do thôn thiên thú biến thành. Quả nhiên, thông đạo nhanh chóng biến mất, để lại một cửa động sâu thẳm, hắc ám, cũ nát. Vẻ mặt hàn ly thay đổi, lúc này sắc mặt mới tốt hơn, hỏi. Vô xương và vô thiên đâu? Trong cửa động tràn đầy nguy hiểm, cho dù vô xương và vô thiên là hai hợp đạo kỳ cũng không có biện pháp thông qua sơn động tiến vào bí cảnh nhanh như vậy. Nhưng bọn họ đi qua thông đạo hẳn là trùng với sơn động vô thiên và vô xương đi qua, bọn họ vào được, mà không thấy bóng dáng của vô xương và vô thiên. Bọn họ sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhìn về phía cự thạch cách đó không xa. Hai người ở đó không đi ra, là muốn ra tay với bọn ta à? Hàn ly, Ma Ngưu nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của Mạc Phàm. Phía sau cự thạch, toàn thân vô thiên và vô xương đầy vết thương, chật vật đi ra. Vô xương thì tốt hơn một chút, vết thương trên người nhiều nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, chiến giáp trên người vô thiên gần như nát hết, một đạo vết thương thiếu chút nữa chém đầu anh ta ra. Trong mắt hai yêu lang lóe lên sắc bén, nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm với vẻ hung dữ, giống như ước gì có thể giết người. Tiểu tử nhân loại, đây là cửa vào các ngươi mở cho bọn ta sao? Vô xương nghiến chặt răng, hỏi. Bọn họ vừa ẩn giấu không gian liệt phùng, vừa bố trí trận pháp thuận lợi qua 300 mét. Nhưng bỗng nhiên có lực đẩy mạnh truyền đến, trực tiếp đẩy lùi bọn họ vào trong hàn ly huyền thiên cảnh. Hai bọn họ chỉ mở chiến giáp hộ thể, một đường đánh qua không gian liệt phùng trong thông đạo. May mà bản thể của vô thiên là Dực Long Ngân Bối, cơ thể vô cùng cường hãn, chiến giáp trên người ông ta là lân phiến trên người ông ta tạo thành, rất cứng. Nếu không hai bọn họ sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ dưới nhiều không gian liệt phùng như vậy. Chuyện này còn chưa tính, không chỉ đám hàn ly tiến vào hàn ly huyền thiên cảnh một cách dễ dàng, ngay cả Mạc Phàm cũng bình yên vào được. Hai người bị đẩy vào đúng không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi. Tiểu tử, là ngươi giở trò đúng không, ta muốn giết ngươi. Bóng dáng vô thiên nhoáng lên một cái liền đến trước người Mạc Phàm, mũi thương sắc bén của bàn long thương chỉ về phía yết hầu Mạc Phàm. Vô thiên, ngươi đã quên lời thề của các ngươi rồi à? Sắc mặt hàn ly thay đổi, vội vàng nói. Các người làm trái lời thề trước, thiếu chút nữa hại chết bọn ta trong thông đạo, bây giờ cho dù ta giết ngươi, hẳn là không bị chớ chú chi môn trừng phạt đâu. Vô thiên nghiến răng, trầm giọng nói. Ngươi! Hàn ly nhíu mày, đôi mắt khẽ đảo. Hai người bị thương nặng như vậy, quả thật bọn họ đã vi phạm lời thề. Ngươi mang tiểu linh đi một bên trước đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đưa tiểu hàn ly cho hàn ly. Hàn ly hơi sửng sốt, vẫn nhận lấy tiểu hàn ly. Mạc Phàm nhìn vô thiên một cái, sau đó nhìn vô xương cách đó không xa. Bọn ta làm trái lời thề, các ngươi thử một chút xem thiên lôi đánh hai người trước hay là giết bọn ta trước. Hắn chỉ đồng ý để vô xương và vô thiên tiến vào hàn ly huyền thiên cảnh, không có nói còn sống hoặc chết, hay bị trọng thương. Cho dù vô xương và vô thiên bị thôn thiên thú biến thành thông đạo đè chết, hắn đều không vi phạm lời thề. Huống chi thôn thiên thú là vô xương thả ra đối phó hắn, nếu vô xương không thả thôn thiên thú ra, sao đến nỗi này? Vô thiên nhíu mày, rời mắt nhìn vô xương ở phía sau không xa. Vô xương nhíu chặt mày,
sắc bén trong mắt bắn ra bốn phía, im lặng không nói. Như vậy đi, có cần ta gọi chớ chú Chi Môn ra, để chớ chú Chi Môn phán quyết xem ai làm trái lời thề hay không, chỉ là nếu chớ chú Chi Môn xuất hiện, tất có người bị phạt, các người muốn thử phương pháp này không? Mạc Phàm lại nói tiếp. Không cần, xem như ngươi lợi hại, lần này bổn vương nhận tội, nhưng tốt nhất là ngươi ngoại trừ Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh thì đừng xuất hiện ở Vạn Yêu Quật, còn cả ngươi, ngươi, ngươi nữa. Mặt Vô Xương như băng xương, lạnh lùng chỉ Hàn Ly, Ma Ngưu và Yêu Lang. Giọng điệu lạnh lẽo, khiến xung quanh vốn rét lạnh lại rét thấu xương. Tuy bọn họ vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, nhưng không chỉ không làm gì được Mạc Phàm và Hàn Ly, trái lại mình còn bị thương. Trừ chuyện đó ra, bọn họ đường đường là hai yêu vương hợp đạo kỳ, vậy mà không thể làm gì được đám Mạc Phàm. Nếu phải nghiền ngẫm từng chút một, bọn họ không chỉ không giết được đám Mạc Phàm, ra tay sẽ tính là vi phạm lời thề. Thậm chí có thể nói, đám Mạc Phàm có thể đánh bọn họ không thể đánh trả. Nếu không, Vô Xương ta băm các ngươi ra vạn đoạn. Vô Xương hung dữ nói. Bà ta đấu với Hàn Ly nhiều năm như vậy, chưa từng nếm thiệt thòi, lần này bà ta thất bại thảm hại, nhưng việc này chưa xong đâu. Cho dù đám Mạc Phàm lấy được cơ duyên, có mệnh sống hãy nói. Bà ta không thể ra tay, nhưng trong Vạn Yêu Quật có rất nhiều yêu vương hợp đạo kỳ theo đuổi bà ta, để những yêu vương này ra tay không tính là vi phạm lời thề. Thả cậu ta ra, chúng ta đi. Vô Xương lạnh lùng nói. Vẻ mặt Vô Thiên không cam lòng, vẫn cất bàn long thương đi. Tiểu tử, chúng ta đợi coi, đợi lúc ta có thể giết ngươi, ngươi sẽ biết việc làm hôm nay của ngươi ngu ngốc cỡ nào. Nói xong, hai người xoay người định rời đi. Bọn họ đã lập lời thề bực tức như vậy, hiện giờ đổi ý cũng vô dụng, thay vì nhìn Mạc Phàm mà tức giận, trái lại chẳng bằng tìm cơ duyên, không uổng phí bọn họ tìm cách đi vào. Đợi một chút, hai người mới xoay người, còn chưa rời đi, liền bị Mạc Phàm gọi lại. Sao thế, tiểu tử, bây giờ hối hận à, muộn rồi. Vô Thiên hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, đôi mắt nheo lại, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Mạc Phàm lắc đầu cười, đôi mắt nheo lại, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Bí pháp, hợp lưu thiên băng. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, thân hình Mạc Phàm nhất huyễn vi nhị, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Vô Xương và Vô Thiên, trên nắm tay tràn đầy phù văn phong cách cổ xưa, một vòng xoáy xuất hiện trên nắm tay của hắn, trong chớp mắt lực lượng toàn thân ngưng tụ trên hai nắm tay. Một cái đấm mạnh vào ngực Vô Thiên, cái còn lại thì chúng cự thạch cao mấy chục mét bên cạnh Vô Xương. Bùm, tảng đá kia lặng yên không tiếng động hóa thành cho bụi bay xa theo quyền kình, một quyền khác thì khắc lên ngực Vô Thiên bay ngược về sau, lùi ra 3 mét mới dừng lại được, một đạo vết rạn xuất hiện trên khôi giáp đầy vết rạn của Vô Thiên. Xung quanh, cho dù là Vô Thiên Vô Xương hay là đám Hàn Ly đều sửng sốt. Tuy Vô Xương và Vô Thiên bị trọng thương, nhưng cũng là yêu vương hợp đạo kỳ, nắm giữ đủ đạo. Dưới hợp đạo kỳ, cho dù là tu sĩ hóa thần đỉnh phong cũng là gà đất chó kiểng trước mặt hợp đạo kỳ. Hợp đạo kỳ có thể đánh bại hóa thần kỳ tùy ý, hóa thần kỳ không thể làm gì được hợp đạo kỳ, gần như có thể nói là đánh cũng không đánh được tu sĩ hợp đạo kỳ. Một quyền của Mạc Phàm không thể thương tổn Vô Thiên và Vô Xương, nhưng là một tu sĩ nguyên anh kỳ vậy mà đánh tu sĩ hợp đạo kỳ, còn đánh bay Vô Thiên không kém trong hợp đạo kỳ, đây gần như là chuyện không thể. Ta không thích ra tay đả thương người, nhất là không thích đánh phụ nữ, nhưng ta cũng không thích bị người ta mạo phạm, nếu các ngươi thích chịu nhục, ta còn phương pháp khác thương tổn các ngươi có thể thử xem, không muốn thì câm miệng lại. Mạc Phàm làm như không thấy biểu cảm của đám Vô Thiên Vô Xương, bình tĩnh nói. Hai yêu vương hợp đạo kỳ cũng dám làm càn trước mặt hắn, bọn họ nghĩ rằng bọn họ là yêu vương hợp đạo kỳ, hắn không thể làm gì được sao. Cho dù dựa vào thực lực giết không chết, độc dược và nguyền rủa cũng được. Vô Xương nhìn phân thân của Mạc Phàm cố tình đấm vào tảng đá, đôi mắt đảo vài lần, lần này lấy lại tinh thần. Lúc trước bà ta không biết Mạc Phàm có tài cán gì, ngoại trừ ỷ vào mình là đệ tử của thần Nông Tông không sợ chết ăn chơi trác táng mà thôi. Nhưng bây giờ bà ta cảm nhận được, Mạc Phàm không chỉ có bản lĩnh phi phàm, trên người hắn còn có khí phách đa số tu sĩ cấp bậc này không có. Lúc Vô Xương khiếp sợ, Vô Thiên nhíu mày thành chữ hỏa, một quyền đánh về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, ta giết ngươi. Ông ta là một yêu vương hợp đạo, vậy mà để một tu sĩ nhân loại đánh bay, chuyện này truyền ra ông ta không thể ngẩng mặt ở Vạn Yêu Quật được. Đủ rồi, Vô Thiên, còn cảm thấy chưa đủ nhục nhã à, chúng ta đi.
Nhưng mà... Câm miệng, đi. Vô Xương lạnh lùng quát, xoay người biến mất trong bí cảnh. Trong mắt Vô Thiên lóe lên hung dữ, trừng Mạc Phàm một cái rồi biến mất theo. Ở tại chỗ, Tiểu Hàn Ly nhảy lên trên vai Mạc Phàm, Hàn Ly và Ma Ngưu mãi mới phản ứng kịp, hai người hít vào một hơi khí lạnh, mãi mà không nói nên lời. Một quyền lay động tu sĩ hợp đạo kỳ, tuy lần này Mạc Phàm hao phí tất cả linh khí trên người, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Cho dù có người làm được, cũng không có mấy ai dám làm. Ta chuẩn bị nhìn khắp nơi một phen, người có tính toán gì không? Mạc Phàm không nói tới chuyện một quyền kia, hỏi Hàn Ly. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.